Chào mọi người nha. Lại gặp lại mọi người đây. Xin chào mọi người ạ. Có ai đang xem live không? Hello hello. Em chào mọi người. Chưa thấy ai nhỉ? Anh check tin nhắn đi, có ai mọi người ai đang nhắn tin đấy. Em chào mọi người, em chưa thấy ai vào xem live nhỉ? Chào anh Thái Anh Nguyễn nhá. Em chào anh Huy Hải ạ. Chào anh Ninh Viết Hồng. Chơi game nào mọi người ơi, mọi người nhớ chia sẻ bài cho em để chơi game nhá. Chào anh Hoàng Vích. Hôm nay có món gì? Anh ơi, hôm nay em có phi điệp lá mít, phi điệp thân xanh sạch, phi điệp thân đỏ, thân tím đỏ nhá. Vũ nữ. 6 mắt. Nhiều thể loại lắm anh ạ. Anh thích thể loại gì cũng được. Trước tiên là chơi game nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game ạ. Em tặng 4 thân, à 3 thân này với một mầm nhỏ nhỏ. 4 thân Châu Như F1 nha. Hôm nay có Châu Như để tặng mọi người. Chiều nay cũng tặng Châu Như, bây giờ cũng tặng Châu Như. Hôm nay nhiều món lắm anh ơi. Nhiều món lắm. Em chào anh Long Lê Ngọc, chào anh chị Minh Phụng nha. Mọi người chia sẻ bài cho em để chơi game nào. Đây là em có một khóm Châu Như này để tặng mọi người nhá. Em chào anh Đào Tuyến. Em chào anh Hiệp Mai, chào anh Nguyễn Tuấn. Vâng, anh Nguyễn Tuấn ơi, anh chia sẻ bài cho em để chơi game nhá. Mọi người hãy chia sẻ bài và comment là đã chia sẻ nào để đoán tên. Đây là tên của một bài hát. Anh ơi, cái này thì hoa xổ số thôi anh nhá. Hoa xổ số thôi anh ạ. Mỗi chậu một mặt hoa, cái có một chậu đã xổ hoa này là mắt xước này. Em chào anh Bình Nguyễn Văn ạ. Em chào anh Liễu Mạnh. Em chào anh Liễu Mạnh, nhờ mọi người chia sẻ bài giúp em nhá. Mọi người chia sẻ bài, đây ạ, em có một bụi Châu Như gieo hạt này tặng cho mọi người, Châu Như F1 nhá. Đoán tên, đây là một bài hát về cha mẹ. Em chào anh Thịnh, đây là một bài hát về cha mẹ nhá. Anh ơi đây ạ. Mặt hoa này là mặt hoa mẫu thôi anh nhá. Mặt hoa mẫu thôi, còn tất cả những cái chậu như thế này thì nó chưa chắc đã ra mặt hoa giống nhau đâu. Nó chưa chắc là đã ra mặt hoa giống nhau nhá. Chưa chắc đã ra mặt hoa giống nhau. Nên là không dám bảo hành mặt hoa đâu ạ. Mọi người chia sẻ bài cho em nhá. Em chào anh Trần Minh Trí, chào anh Luyến Vũ. Nhờ mọi người chia sẻ bài cho em và đoán game này, em có một bụi Châu Như để tặng mọi người. Đây là tên của một bài hát về cha mẹ. Em chào anh Hùng Chu. Mọi người hãy comment là đã chia sẻ kèm với tên một bài hát đi. Đạo làm con chưa đúng anh Hải Bùi ơi. Chào anh Phương Nguyên, chào anh Nguyễn Nghĩa. Đây ạ, mọi người chia sẻ bài rồi hãng đoán nha. Đây em có nhiều chậu thần đẹp lắm. Đẹp mê ly luôn. Hả? Ôi em mới thấy có được có 7 lượt chia sẻ. Mọi người chia sẻ nhiều nhiều mạnh tay cho em cái. Chia sẻ lên trang cá nhân, chia sẻ lên hội nhóm nào. Em cảm ơn anh Hải Bùi chia sẻ, cảm ơn anh Bình Nguyễn Văn nhé. Heo mà bơi chia sẻ bài cho chị với. Em chào anh Nam Lê, cảm ơn anh Nguyễn Tuấn chia sẻ bài cho em nhá. Em cảm ơn anh Thịnh Lê chia sẻ bài cho em. Anh Hoàng Lê, anh Nam Lê ơi chia sẻ bài cho em với ạ. Và đoán chia sẻ kèm với tên của một bài hát. Em chào anh Cương Đình. Anh Cương Đình hôm nay có nhiều hàng đẹp lắm anh Cương Đình ạ. Tình cha chưa đúng nhá. Mọi người nhớ là hãy chia sẻ rồi hãng đoán nhá. Đây ạ, một bụi Châu Như F1 này. Thật đấy, em thấy mỗi anh Hải Bùi là ưu tiên em nhất, chia sẻ em nhiều nhất. Chả thấy ai chia sẻ bài cho em, buồn quá. Em chào anh Quý ạ. Đây ạ, tên một bài hát về lòng mẹ chưa đúng đâu anh Hải ơi. Mọi người chỉ cần chia sẻ và đoán tên một bài hát về cha mẹ nhá. Em chào anh Toàn Nguyễn. Chào anh Toàn Nguyễn. Mẹ yêu chưa đúng đâu anh Hùng Chu ơi. Chia sẻ bài giúp em đi. Chia sẻ lên trang cá nhân, lên hội nhóm các kiểu luôn. Em chào anh Hiệp Mai nhá. Chào anh Đinh Trường, mừng tuổi mẹ chưa đúng anh Bình Nguyễn Văn ơi. Mừng tuổi mẹ chưa đúng ạ. Em chào anh Trịnh Vũ. Lên 200 người em sẽ gợi ý nhá.
Vu Lan báo hiếu chưa đúng ạ? Bà hát về cha mẹ lên 200 người em sẽ gợi ý nhá. Em chào anh Tuấn Anh Đinh, tình cha chưa đúng heo mập ơi. Anh chào anh Nguyễn Hữu Dũng ạ. Mọi người chỉ cần chia sẻ bài và đoán tên một bài hát về cha mẹ. Anh Duy Chí Lê, em chào anh Duy Chí Lê ơi. Sẻ bài cho em đi. Chẳng ai chia sẻ bài cho em buồn quá. Anh chia sẻ với nhóm rồi nhé. Em cảm ơn anh. Tình cha nghĩa mẹ chưa đúng anh Thịnh ơi. 200 người đi để em chơi, em gợi ý nào. Cảm ơn anh Nam Lê chia sẻ bài cho em nhá. Heo Mập và hai người khác cảm ơn Heo Mập chia sẻ bài cho chị nhá. Anh Nguyễn Tuấn cảm ơn anh Nguyễn Tuấn, anh Hải Bùi chia sẻ nhiều thế, em cảm ơn anh Hải Bùi. Lòng mẹ chưa đúng, cầu cho cha mẹ chưa đúng anh Cường Đinh ơi. Tình cha nghĩa mẹ chưa đúng nhá. Mọi người hãy chia sẻ mạnh mẽ lên, 200 người xem em sẽ gợi ý ạ. Ơn nghĩa sinh thành chưa đúng đâu. Em chào anh Trung Khanh nhá. Nhờ mọi người chia sẻ bài và đoán tên của một bài hát, tên của một bài hát về cha mẹ này. Đây, phần quà đây ạ, phần quà rất là đẹp luôn, một bụi châu Như. Chào anh Trịnh Công Thành. Chào tất cả mọi người nha. Chiên được không em? Cũng được. Lời ru cho con chưa đúng đâu heo mập ơi. Mọi người chia sẻ cho em lên 200 người xem em sẽ 200 người xem em sẽ gợi ý ạ. Mọi người đừng tiếc em một lượt chia sẻ nhá. Anh có một mình chia sẻ cho ai bây giờ? Anh ơi, anh chia sẻ lên trang cá nhân, lên hội nhóm các kiểu nghĩa mẹ chưa đúng ạ. Nước mắt mẹ hiền chưa đúng ạ. Em chào anh Tuấn Phan. Tình cha chưa đúng, nghĩa mẹ chưa đúng luôn. Chỉ mong được mọi người chia sẻ thôi. Đã chia sẻ, cảm ơn anh Minh Nguyễn nhé. Anh Minh Nguyễn đoán đi, anh Minh Nguyễn ơi. Tên một bài hát có nội dung về cha mẹ. Tình mẹ, nơi con tìm về. Không đúng ạ. Ơn nghĩa sinh thành cũng chưa đúng đâu. Em chào anh Trinh Bùi nhá. Con nợ mẹ mưa hạ giữa đông chưa đúng ạ. Anh Nguyễn Xuân Minh mẹ chưa đúng ạ. Đã chia sẻ thương nhớ cha mẹ. Chị cảm ơn anh Phong Trần Mang Giang nhé. Ánh mắt của cha. Em chào anh Taxi Thái. Chào anh Minh Nguyễn. Con nợ mẹ chưa đúng ạ. Cha cha mẹ tôi chưa đúng ạ. Lòng mẹ chưa đúng nha. Đây là tên một bài hát về cha mẹ này. Cho em lên 200 người xem đi để em gợi ý nào. Tình cha đạo làm con chưa đúng ạ. Chào Phú Không Em nhá, nhờ Phú Không Em chia sẻ bài nhá. Mẹ tôi chưa đúng ạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ nút chia sẻ đi, chia sẻ tùm lum lên cho nhiều người xem em like nào. Hàng gì với em? Anh ơi đây là quà anh nhá, đây là cây châu Như gieo hạt nhá. Em đang viết chân trần chưa đúng ạ. Bầm tôi chưa đúng ạ. Đạo làm con chưa đúng nha anh Lâm Sung. Chỉ cần chia sẻ và đoán tên một bài hát nội dung về cha mẹ ai mà đã chả đã từng hát bài hát như vậy đúng không? Vu Lan báo hiếu chưa đúng. Anh Đông Đình, ông Đông Đinh Quang ơi, tình cha chưa đúng ạ. Anh Hảo Phạm ơi, đôi chân trần chưa đúng. Gợi ý đi bán hàng em. Mẹ là quê hương chưa đúng. Em chào. Chơi vui đã anh. Gì vội vàng thế, em còn có nhiều hàng mà. Có mấy từ em? Bốn từ ạ. Em gợi ý là bài hát này có bốn từ nhá. Lòng mẹ chưa đúng, mẹ tôi chưa đúng. Em gợi ý là bài hát này có bốn từ. Vâng, cảm ơn anh Bảo An nhá. Anh Bảo An đoán đi ạ. Tên một bài hát về cha mẹ, nơi ấy con tìm về chưa đúng đâu. Nhớ mẹ chưa đúng, người mẹ của tôi chưa đúng. Thương nhớ cha mẹ chưa đúng ạ. Bố nặc nặc mẹ yêu chưa đúng nhá. Đêm cuối chưa đúng. Chào anh Tuấn. Nhánh lan rừng mừng tuổi mẹ chưa đúng. Cả nhà thương nhau chưa đúng. Hạo Mai mẹ yêu chưa đúng. Heo mập đạo làm con chưa đúng. Huyền thoại mẹ chưa đúng nhá. Bài hát này có 4 từ. Tên bài hát có 4 từ ạ. Anh đoán bài tình mẹ chưa đúng đâu, anh vui ơi, anh vui chia sẻ bài cho em nhá. Phan Bội Châu xa cha mẹ, dạ không đúng ạ. Công cha nghĩa mẹ cả nhà thương nhau, anh Trần Bình Trọng ơi chưa đúng. Có bài hát của Siêu Black. Điểm tựa đời con chưa đúng ạ. Nước mắt mẹ hiền chưa đúng nhá. Em gợi ý tiếp này. Thế 200 người rồi mà. 213 người rồi này. Em gợi ý tiếp nhá. Đây là một bài hát thiếu nhi. Chào anh Phú Lê, mọi người chia sẻ bài và đoán tên một bài hát về cha mẹ nhá. Em gợi ý là đây là một bài hát thiếu nhi, không phải bài hát người lớn đâu ạ. Đạo làm con, có cái nắng có cái gió.
bố là tất cả rồi. Ok anh Hải Bùi đúng rồi nhá. Gửi em về hát thiếu nhi cả anh đoán được luôn. Bố là tất cả nha anh Hải Bùi ơi. Tình Trang nghĩa mẹ. Anh Hải Bùi chia sẻ bài nhiều nhất luôn. Ở nghĩa sinh thành chưa đúng rồi. Phận xa cha mẹ chưa đúng, người mẹ của tôi chưa đúng nhá. Gì ghẻ con chồng chưa đúng hết rồi. Bông hồng cài áo chưa đúng ạ. Bài hát này bài hát thiếu nhi, bố là tất cả nha mọi người. Bài hát tên là bố là tất cả. Phần quà này thuộc về anh Hải Bùi nhá. Em cảm ơn anh Bùi, em có chồng chưa. Rồi em cảm ơn anh Hải Bùi, bây giờ em sẽ bán hàng nha. Dạ cả nhà thương nhau các thứ lèo a tèo, mẹ là quê hương chưa đúng nhá. Đáp án là bố là tất cả, anh Hải Bùi đã đoán đúng nhá. Rồi bây giờ em bán hàng, em bán giả hàng thân xanh sạch lá mít đây. Mở hàng một đơn tối mùng 1. Để đo xem là cái này, em phải tập dùng cái thước này mới được, nhìn cho nó hay hay. Để xem dài bao nhiêu nào. Mẹ là bố là tất cả, không phải mẹ là tất cả đâu. Rồi em cảm ơn anh Hải Bùi số điện thoại nhá. Biết sai chính tả rồi chị. Đâu biết đúng mà. Lại định thằng em anh rồi. Đây. Đây à, em bán một cây lá mít à, lá tròn này, lá tròn như lá mít này, lá xếp như này nhá. Mọi người có thể để như này cũng được, mà để thẳng như này cũng được. Mở hàng một đơn tối mùng 1 này 300k cho cây này nhá. Cây xanh sạch tuyệt đối luôn nha mọi người. Cây xanh sạch tuyệt đối, nếu mà em soi đèn mà sẽ thấy thân rất là trong. Sẽ thấy thân rất là trong luôn. Thấu quang luôn đấy. Anh Lion Nguyễn này, cái hàng này là cây gieo hạt lộn xộn vùng miền nhá. Em không có biết vùng miền đâu, bởi vì là nuôi được một cái cây này nó lớn quá, lớn lớn rồi là em không có nhớ là vùng nào đâu anh ơi. Nên là em bán xổ số nhá, chứ cây xanh sạch này mà có vùng miền thì chắc là nó cũng to tiền đấy. Mở hàng một đơn tối mùng 1 300k này. Cây này là được dài là hơn 40 cm nhá. Không, cây này là cây gieo hạt ạ. Rồi ok em chốt cho anh Khánh Gia này. Mọi người ơi, ai là khách quen thì không cần cho số điện thoại địa chỉ, gọi chị. Ai là khách quen thì cần cho số điện thoại, còn ai chưa là khách quen thì cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Anh Khánh Gia 300k này. Đây mở hàng một đơn tối mùng 1 cho anh Khánh Gia 300k, cây rất là đẹp nhá. Về soi đèn thấy thấu quang luôn. Về mọi người soi đèn vào thân thấy thấu quang luôn. Đây ạ, à, cái này là mọi người không phải chờ lâu nhá, sắp có hoa rồi. Em có một chậu mẫu là ra được bông hồng xước đây ạ. À. Cái này nó là gieo hạt cho nên là không có chắc chắn được là mặt bông như nào đâu. Đây ạ. Bạn Hoài Ân ơi, cây rất là lớn nên là không có cây nào 200 đâu bạn. Cây này là toàn cây trưởng thành cho hoa rồi, không có 250 với 200 đâu, em bán rẻ nhất Facebook rồi. Nếu như mà anh tìm được ở đâu bán rẻ hơn em cây này em trả lại anh tiền nhá. Bao rẻ nhất Facebook luôn, không bao ship nhá. Không bao ship đâu ạ. Chốt nhanh thì có hàng, chốt chậm thì hết hàng. Trông như em chỉ có mỗi mấy thân này em tặng thôi ạ. Đây ạ, tiếp tục này. Tiếp tục này em lên một đơn nữa này. Đơn này lá xếp đẹp luôn này. Lá xếp đẹp luôn nhá. Đây, cũng thân xanh sạch tuyệt đối này. Mọi người có thể nhìn này, cái này về chơi thân lá cũng đã đẹp rồi chứ chưa đừng nói là chờ hoa nhá. Chậu này em à chậu anh Khánh Gia ơi, chậu có nụ đấy em để làm cây mẫu nhá. Bao giờ em bán hết 2.000 cây mà anh thích vẫn thích chậu đấy em bán cho anh ạ. Đây, em chốt chậu này là 340k này. Em chốt chậu hai thân này là 340k nhá. Hả? Anh Thảo Nguyễn ơi, Phi Điệp gieo hạt thân xanh sạch nhá. Sao to xoắn vậy? Là sao hả anh Minh Dương? Đây. Thân xanh sạch đẹp tuyệt đối luôn. Hai thân này. Lá xếp rất đẹp nhá mọi người nhá. Mọi người có thể. Rồi ok, em chốt cho anh Phong Lan 340k này. Anh Phong Lan số 2. Tối anh ghi đấy là tối, 2T. Anh Phong Lan 340k. Rồi. Anh Chiến Minh ơi, anh mua thì anh ghi chốt kèm giá tiền kèm số điện thoại nhá. Hàng này hàng gieo hạt anh ơi. Nếu mà hàng rừng mà chậu này thì nó không có giá là 340k đâu ạ.
Anh Phong Lan ơi, cho em địa chỉ nhá. Anh ơi, anh Khánh Gia muốn đổi chậu khác à? Anh Vui Nguyễn chốt sau rồi. Anh Vui Nguyễn chốt sau rồi nhá. Em lên tiếp một chậu 3 thân này. Anh Khánh Gia, em chốt mất cái chậu đấy rồi. Cây ni 300k được không? Dạ không, em bán mặc cả nhá. Em bao giá rẻ nhất Facebook nhá. Nếu như mọi người mua được ở đâu giá rẻ hơn đến đây em trả lại tiền. Em có đến tận 2.000 cây cơ. Nếu như mọi người mua 30 cây trở lên em sẽ để giá xỉ nhá. Đơn xỉ từ 30 cây trở lên. Cho nên là em bán giá rẻ nhất Facebook này rồi. Mà cây đẹp, cây trưởng thành như này. Em lên tiếp một chậu 3 thân, sân xanh sạch tuyệt đối này. Về mọi người soi đèn mà không thấu quang thì gọi điện cho em để trả lại cây nhá. Đây ạ. Xanh sạch kẻ chỉ luôn nhé. Chậu 3 thân này em chốt 350k này. Châu Như còn thì phải phần em đấy. Em ơi có mỗi mấy thân thôi, chị chơi game mới chưa có bán đâu. Em chào anh Cu Lì, chậu này em chốt 350k này. 3 thân rất là đẹp luôn. Anh Vui Nguyễn có chốt chậu này 350 thì 3 thân luôn này. Cây quá đẹp luôn ạ. 350k. Inbox giá xỉ để làm vườn. Ok anh Tuấn Nguyễn Thanh nhá, anh inbox cho em ạ. Anh inbox cho em, anh muốn lấy thì bao nhiêu chậu thì anh báo em ạ. Ít nhất là 30 chậu thì em sẽ để giá xỉ nhá. Đây ạ, cây chậu này em chốt 350k này. Sắp có hoa rồi ạ. Rồi ok, em chốt anh Chiến Minh 350k nhá. Anh Đoàn Bùi ơi, anh chốt kèm số điện thoại cho em nhá. Anh Chiến Minh lên địa chỉ cho em với ạ. Rồi em chốt chốt cho anh Chiến Minh chậu này 350k này. Chốt cho anh Chiến Minh này. Anh Vui ơi, anh Vui Nguyễn để em lên một chậu cho anh Vui Nguyễn nhá. Anh Chiến Minh cho em xin địa chỉ với ạ. Đây. Để em lên một chậu 2 thân. Đây chậu này là thân đỏ chứ không phải thân xanh sạch. Anh lấy cho em một chậu 2 thân xanh sạch cho anh Vui. Đây ạ. Em lên đơn này cho anh Vui nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Hôm nay em không bán hàng rừng ạ. Hàng rừng nhà em rất nhiều nhá. Anh muốn mua hàng gì? Em chốt chậu xanh sạch thân thẳng tắp 2 thân này cho anh Vui Nguyễn 340k nhá. Có chậu thân dài toàn Nguyễn ơi. Hả? Em phải ghi vào đấy là số mấy T nhé. Ghi buổi T là phân biệt với buổi chiều hiểu chưa? Anh Vui Nguyễn ơi, em chốt cho anh Vui Nguyễn chậu này 340k nhé. Cho anh đơn 350k như vậy đi. Vậy anh lấy cho em một cái đơn 3 thân cho anh Vui. Anh Vui, vậy anh Vui chờ tí nhá. Anh Kiên ơi, em bán phi điệp thân xanh sạch anh ạ. Có cả thân đỏ nhá, có cả thân đỏ au như kiến lửa. Ai mà thích thân đỏ thì báo em nhá, em cho xem. Thân xanh sạch 3 mầm đi. 4 mầm không? Được, 4 mầm được. Anh Vui ơi, chậu này 4 mầm nhá. Chậu này 4 mầm. Cho anh hỏi chốt có đúng hàng đấy không? Có anh ơi, em chốt cho anh cái cây đấy rồi mà. Em chốt cho anh Chiến Minh cây 350k rồi mà. Đây ạ, cái này em chốt cho anh Vui 350k 4 mầm luôn nhá. Em này, em ghi là số 4 anh Vui Nguyễn T. Thân đỏ đâu nhỉ? Thân đỏ đây. Đây ạ, ai chốt chậu thân đỏ này này. Ai chốt chậu thân đỏ này 2 thân này. Cây này là cây giả hạt gieo hạt nhá anh Thắng Nguyễn ơi, cây phi điệp gieo hạt nhá, cây thân đỏ này sắp có hoa rồi này. Cây thân đỏ 2 thân này 340k. Ok anh ạ. Lại này mình có rồi. Buồn thế anh Thưởng Lê Huy. Đây ạ, chậu này em chốt là 340k 2 thân này. Không, cái này có rồi, lại phải hết rồi. Cây thân đỏ này. Vì mỗi cây một mặt hoa khác nhau không có. Anh ơi, không phải là mình có cây này rồi nhưng mà cây này mỗi cây nó một mặt hoa cơ. Đây ạ, à, có một bông thì ra được mắt xước rồi nhưng em không đã dám đảm bảo đâu nhé. Bởi vì cây gieo hạt mỗi cây nó sẽ một mặt bông nên là rất là khó. Anh Chiến Minh, anh Phong Lan, anh Vui cho em xin địa chỉ nhá. Đây ạ, à, chậu này, chậu thân đỏ này ai vừa chốt nhỉ? 340k, quay chị qua đây mà. Chậu thân đỏ này em chốt 340k. Em sẽ chị làm ít nhỉ? Anh Vui Nguyễn ơi, anh Vui Nguyễn chốt tiếp chậu thân đỏ này à? À, chờ chị lắm hết gì cận là sao anh Vui Nguyễn, anh Vui Nguyễn chốt luôn chậu này à?
Có loại 5 thân không? Anh ơi, loại 5 thân em xem có chậu nào um tùm 5 thân không? Không có đâu anh ạ, chỉ tầm 3 thân thôi. Dạ em không chốt 300k nhá, không mặc cả đâu, em bán rẻ nhất Facebook rồi. Đây ạ, chậu này 340k này, anh vung đến chốt 2 chậu đúng không anh? Anh chốt gộp đơn đúng không? Có lá mít không em? Em có đấy, em có cây lá mít đấy. Địa chỉ inbox nha, dạ vâng. Địa chỉ inbox nha. Đây. Rồi ok, chốt tiếp chậu này 300 thân đỏ này cho anh Vui Nguyễn này. Anh lên địa chỉ cho em nhé. Em ơi, anh Vui Nguyễn tiếp này. Hôm nay em không có bán nồi tam bố. Thân đỏ lá xếp à? Có chậu thân đỏ lá xếp anh ơi. Đây mọi người chờ tí em lên chậu thân đỏ lá xếp nha. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nha. Sao hủy đơn của anh mà không nói gì em? Anh Nguyễn Văn Đức ơi, bưu tá đến gọi điện cho anh không được ấy. Chứ không phải là hủy đơn đâu anh ơi, gọi điện cho anh đâu được đâu, anh có nhận hàng đâu. Có cây mít to để em cây. Ờ Hùng Mít ơi, đợi chị tìm nhá. Đây ạ, à, chậu thân đỏ đây em nhá. Anh ơi chậu này cũng không thân đỏ lắm. Thân hồng, em xem có chậu thân đỏ nào không? Ừ, lấy cái chậu ấy ra. Chậu này bé nhỉ. Chốt cây lá mít gộp đơn. Ok anh Phong Lan nhá. Đây anh Phong Lan ơi. Chậu này nhá chị. Dạ vâng, cảm ơn anh Vui ạ. Ừ đây. Đây rồi ạ, chậu thân đỏ đây rồi nhá. Chậu thân đỏ 2 thân này em chốt 330k này. Lá mít thì chờ tí để em tìm á, chậu 2 thân này. Chậu thân đỏ 2 thân này em chốt 330k nhá. Em chào anh Ngọc Thiên Lan. Anh Khánh Gia. Bán hết để anh chốt chậu gỗ hoa nhé. Rồi ok. Em chào anh Phương Dung đây ạ. Chậu thân đỏ này 2 thân này em chốt 330k. Cái này nứt áo luôn nha. Anh Khánh Gia có ok thuận đơn này không? 330k này anh Khánh Gia ơi. Em chào anh Tuấn Chu, chào anh Phương Dung ạ. Đây, tiếp mà một thân, một chậu thân tím nữa này. Chị có đấy heo mập ơi. Để tí nữa chị nhắn tin cho em nhé. Nhớ cho em cây to nhé, ok. Em phải hoàn đơn hàng của anh về mà. Tại vì gọi điện cho anh không được. Để tí nữa em kiểm tra lại xem là số điện thoại có sai không hay là bưu tá như thế nào nhá, anh Nguyễn Văn Đức nhá. Vâng, em cảm ơn anh Chiến Minh ạ. Đây, cháu chào chú Hồng. Chậu này em chốt 330k này. 330k cho chậu thân đỏ này nhá mọi người. Ai chốt đơn này thì chốt giùm em. Em ở Hà Nội, ở Việt Nam. Hoặc là anh có thể lấy chậu này to hơn này. Lấy chậu thân đỏ này to hơn. Em không chốt 300k đâu anh, trốn đi ơi, em bán rẻ nhất Facebook rồi. Hay là anh lấy chậu thân đỏ này to hơn này, 340k. Chậu này to hơn 340k nhá. Anh Khánh Gia ơi, anh có ok chậu này không? Em lên tiếp chậu này này, 340k. 340k chậu này. Không, em không cầm, không phải là lá mít đâu. Đây. Anh Lâm Hoàng ơi, cái này là phi điệp gieo hạt anh ơi. Đây anh Kiên ơi. Chậu lá mít này nhưng mà có một thân thôi. Có một thân thôi. Anh Huấn Nguyễn ơi, đây là giả hạt gieo hạt đấy. À đây hai thân. Hai thân này. Hai thân. Mà nó không có mà em gửi Viettel mà em có gửi bưu điện đâu anh Đức. Em chào anh Minh Thái. Em gửi nguyên chậu nhá. Trốn đi chốt 340. Chưa.
Rồi ok, Trốn đi lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Tên thật số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Em hãy chốt cho Trốn đi này. Em bán rẻ nhất Facebook rồi, mọi người không cần phải lo nữa đâu. Số 5 Trốn đi. Đây chỗ, chậu này chốt 320, anh Kiên có chốt không này? Lên số điện thoại địa chỉ, không phải là Trầm đâu, anh AK con chim cu nhá. Nghe cái nick của anh như thế nó kiểu gì ấy nhỉ? Có chung như em không anh ạ? Có mấy cái thân này em tặng mọi người thôi. Đây ạ, chậu này 320k này, hai thân này, lá tròn này, lá tròn như lá nhựa luôn. Đây mọi người có thể nhìn này. Chào anh Soái Đồng, đây, lá đẹp chưa? Lá rất là đẹp nhá, rất là tròn luôn ấy. Em chốt chậu này 320k. Em không có trâu rừng anh ơi, em chuyên giả hạt anh nhé. Hùng Mích, đúng rồi, hàng gieo hạt nhé. 320k, em không có chốt kém đâu anh ơi, bán rẻ nhất Facebook rồi. Anh Cường Bùi ơi, cái này là giả hạt gieo hạt nhá, thân xanh sạch, lá tròn, lá mít các kiểu luôn. Ê, chậu này là 320k này. Ui, ui. Anh Hoàng Nguyên ơi, hàng gì? Vùng miền thì lộn xộn nhá, vùng miền thì lộn xộn. Không biết là vùng miền nào đâu, bởi vì cây gieo hạt cho đến khi nó lớn nên là không biết là hàng gì đâu, chỉ biết là thân thân lá đẹp thôi nhá. Thân lá đẹp như này. Để em lên chậu. À đây, em có chậu này rất là dài này. Có một chậu rất là to dài luôn. Dài miên man luôn ngay. Đó, em gửi Viettel chứ không có gửi bưu điện nên là anh không biết chứ. Có phải là em gửi đến cho anh, em bán hàng em phải gửi đến cho anh chứ. Đây ạ, có một chậu rất là dài nha mọi người, em đo xem được bao nhiêu. Chậu này tầm 70 cm nhá. Chậu này một thân tầm 70 cm này. Một thân tầm 70 cm và một thân này tầm hơn 20 cm. Một thân 70 cm và một thân hơn 20 cm, thân thẳng tắp này. Bao giờ em bán hết 2.000 cây xong rồi em bán cho anh Kiên nhá. Cây đấy còn để làm mẫu anh Kiên ơi. Đây chậu này cũng sắp sổ hoa rồi nha anh. Chậu này sắp sổ hoa rồi, chậu này rất là to đẹp, thân thẳng này. Chậu này em chốt 350k. Ai chốt 350k chậu to đùng này nào. 350k cho chậu to đùng này nha. Mặt hoa mặt có một chậu này thì ra mặt bông hồng xước này. Một chậu này thì ra mặt bông hồng xước rồi. Mặt bông hồng xước rồi nhưng mà em không biết là những chậu này có sổ được ra mặt bông như thế hay là mặt bông khác thì còn chưa biết nữa. Đây chậu hai thân này. Thân này rất là dài nhá. Rồi ok, em chốt cho anh Gù Thắng nhá. Anh Vũ Đức Hiếu ơi, anh chốt kèm số điện thoại cho em với. Tại vì em lỡ đặt ra cái cú pháp rồi đấy. Em chốt 350k cho anh Gù Thắng này. Anh Gù Thắng lên địa chỉ cho em nhá. Em ơi số 6 anh Vũ Thắng này. Đây ạ, em lên tiếp thân dài nhá. Em lên ôi, tiếp một anh Vũ Đức Hiếu ơi, em còn nhiều mà. Để em lên cây khác nhá. Em còn nhiều cây mà. Úi giời. Đây ạ, lên tiếp một cây dài hai mầm đây ạ. Em chào anh Thô Liễu. Anh Đoàn Bùi ơi, anh chốt sau rồi ạ. Em lên tiếp cây này nhá. Cũng rất là dài luôn ạ. Rất là dài luôn. Cây này thì được hơn 50 cm này. Cây này thì được khoảng tầm gần 40 cm. Một cây 50 cm, một cây gần hơn 30 cm nhé. Một cây hơn 50, một cây hơn 30. 350k. Hùng Mít ơi, tí nữa chị chốt, chị tìm cây mít xong rồi chị inbox riêng cho em nhé. Cây gieo hạt anh Lan giả hạt ơi. Đây ạ, cây xanh sạch, cây này xanh sạch tuyệt đối này. Cây này sắp sổ hoa rồi. Anh Vũ Đức Hiếu có ok đơn này không? Em chào anh Khiêm. 350k chậu này này. Ai chốt thì chốt 350 kèm số điện thoại cho em ạ. Ok anh Nguyễn Phong nhá. Rồi ok anh Nguyễn Phong chốt 350 này. Mọi người chốt kèm giá tiền kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi anh Đoàn Bùi chốt sau rồi này, chốt cho anh Nguyễn Phong. Anh Nguyễn Phong với anh Vũ Thắng lên địa chỉ cho em nhá. Em ơi, anh Đoàn Bùi với tự tư thì còn nhiều hàng mà. Em
còn nhiều hàng mà mọi người cứ bình tĩnh. Em có một chậu này đốm tím rất là đẹp này. Rồi tí chị inbox em. Anh Nguyễn Phong lên địa chỉ cho em nhé. Em đi inbox lấy xỉ 30 triệu. Anh Hiếu ơi, vậy tí nữa em nghỉ live em inbox cho anh nhá. Hôm nay em không bán ba bó anh ơi, hôm nay không có đâu. Tiếp ạ, chậu này 2 thân này. Chậu này 2 thân chuẩn bị sổ hoa nhá. Chậu này 2 thân chuẩn bị sổ hoa nha mọi người. Chuẩn bị sổ hoa bói này, chậu này chuẩn bị sổ hoa bói 1 thân 40. 2 thân này đều đều nhau, 1 thân 40, 1 thân gần 40. 350k chậu này luôn ạ. Mà thôi chậu này em chốt 340 đi. Chậu này 340 thôi ạ. Chậu này 340k nhá. Ai thích chậu này thì chốt 340 kèm số điện thoại. Sau đó lên địa chỉ. Cảm ơn anh Tuấn. Ai đã chốt hàng rồi thì lên địa chỉ cho em nhé. Lá mít thì tùy cây mới được lá mít anh ạ. Ok bạn. Ok anh nhá. Xỉ 30 chậu thì inbox cho em ạ. Đây chậu này 340k này. Ok anh inbox. Ok anh nhá. Anh trốn đi hình như chưa cho số điện thoại địa chỉ đúng không? Thôi em bỏ đơn của anh trốn đi đâu. Em cảm ơn anh Gù Thắng nhá. Đây ạ. Anh trốn đi cho số điện thoại rồi, chưa cho địa chỉ. Chưa cho địa chỉ thì em gọi điện ra anh trốn đi đi. Em không chốt kém đâu anh Phúc Võ ơi. Bonsai chốt chậu thích được. Anh xoáy đồng anh thích chậu như nào? Có ai chốt chậu đấy 340 không ạ? Em lên tiếp một chậu lá mít xếp này. Rồi ok em chốt anh Dương Ngọc nhá. Anh Dương Ngọc lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Thành đi rồi. Làm sao? Thế thôi. Em chốt cho anh Dương Ngọc này. Em ghi số 8 anh Dương Ngọc. Đỡ đơn cho chị. Anh Quyết Nguyễn cho anh chậu 3 thân. Ba thân thì nó sẽ ngắn đấy anh nhá, nó không được dài lắm đâu. Anh Dương Ngọc. Anh Dương Ngọc số 8. Đây ạ. Chậu này 3 thân nhá. Chậu này 3 thân đấy anh ơi. Chậu này 3 thân này. Chậu này 3 thân nhưng mà hai cái thân này ngắn, em chốt chậu 3 thân này 330k nhá. Chậu 3 thân này 330k này. Đây ba thân thì nó sẽ ngắn đấy mọi người ạ. Ví dụ như là cái thân này, thân mẹ này là sẽ được khoảng gần 40 này. Thân này được tầm 15 này, thân này được 10 này. Anh Trần Minh Đặng Hoàng ơi, rồi ok anh Quyết Nguyễn này 330k nhá. Anh lên địa số điện thoại địa chỉ cho em với ạ. Anh ơi, loại phi điểm giống chiều nay anh chốt một cây đấy anh ơi. 330k cho anh Quyết Nguyễn này. Anh Quyết Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ cho em nhé. Đây chậu ba thân luôn. Anh Quyên Nguyễn số 9 này. Bây giờ em lên tiếp một chậu nữa là chậu lá mít xếp nhá. Chậu lá mít xếp đây ạ. Anh xoái đồng, anh chốt gì anh ơi, anh xoái đồng. Đây ạ, chậu này em chốt 320k này, chậu lá mít xếp một thân dài. Một thân dài. Một thân dài 50, mọi người nhớ chốt kèm số điện thoại nhá. Anh Quyết Nguyễn ơi, em bán chậu 3 thân thì có 330 thôi. Anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Em cảm ơn anh Dương Ngọc ạ. Đây ạ, chậu mít xếp này, một thân này, một thân thẳng tắp luôn, 320k. Nhanh quá. Không bắt wifi à, nhiễu rồi nhỉ. Rồi, ok, chốt anh Phong Đặng 320k nhá. Anh Phong Đặng nhớ lên địa chỉ cho em, anh Quyết lên địa chỉ cho em nhá. Anh Phong Đặng 320k này. Dạ được anh Khiêm nhá. Anh O Trích anh chốt sau rồi. Em chốt cho anh Phong Đặng cây này 320k này. Em ơi Phong Đặng số 10. Anh Phong Đặng lên địa chỉ cho em ạ. Em lên tiếp một đơn xanh sạch 2 thân này. Em lên tiếp một đơn xanh sạch 2 thân này. Chậu này rất là đẹp, rất là to luôn ạ. Chậu này sắp trổ hoa nha mọi người. Đây ạ. Một thân là 60 nhá. Một thân là dài 60. Một thân là dài 60. Một thân là khoảng gần 40 ạ. Một thân 60, một thân gần 40, 350k cho chậu này. Anh Trần Minh Đặng Hoàng ơi, sáng nay em có chốt cho anh một đơn 320k cây lá mít xếp rồi anh ạ. Anh Quyết Nguyễn ơi, anh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Ai thích chậu 2 thân này.
Rồi ok, em chốt cho anh Xoái Đồng nhá. Anh Xoái Đồng có số điện thoại rồi đúng không? Số 11 anh Xoái Đồng 350 này. Anh Đỗ Văn Cừ với cả anh Đỗ Chiến ơi, anh chốt sau rồi. Mọi người ơi, mọi người chốt sau rồi, anh Nguyễn Phong chốt sau rồi nhá. Anh Xoái Đồng ơi, lên địa chỉ đầy đủ cho em với ạ. Lên địa chỉ đầy đủ cho em nhá. Em lên tiếp một chậu hai thân nữa này. Em lên tiếp một chậu hai thân nhá. Chậu này thì một thân cũng dài như vậy. Một thân cũng dài như vậy nhưng mà một thân này thì ngắn hơn xíu này. 340k cho chậu này, lên thân tím đi. Anh Chiến ơi chờ tí nhá. Rồi ok, anh Xoái Đồng lên cả địa chỉ cho em nữa. Gộp đơn cho anh nhé. Vâng, anh Nguyễn Duy Khiêm ơi, tí nữa em sẽ chụp ảnh. Em sẽ chụp ảnh cây xanh sạch và gửi cho anh nhá. Đây ạ, chậu này 340 này. Em cảm ơn anh Phong Đặng nhá. Đây, chậu này thì cũng là một thân rất dài nhưng mà một cái thân kia thì ngắn hơn xíu. Cái chậu này, thân này khoảng 55cm nhá. Thân này khoảng 55cm. Thân này là khoảng 25cm ạ. 55 và 25. Chốt kèm số điện thoại cho em anh Quốc Tản Nguyễn ơi. Đâu anh Long Võ ơi, anh chốt sau mà. Mọi người yên tâm, em còn rất là nhiều cây, mọi người yên tâm nhá. Ai mà thích chốt nữa thì em chốt cho này, cứ bình tĩnh, em có đến 2000 cây cơ mà. Đây ạ. Anh Quốc Tản Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ cho em ấy ạ. 340 đúng không? Anh chốt trượt. Rồi ok em, anh Xoái Đồng nhá. Anh Cúc Cả Nguyễn lên số điện thoại địa chỉ cho em ạ. Ai mà vừa nãy anh Đỗ Chiến ơi, hàng này hàng gieo hạt, không phải vùng nào nhá. Vùng nào mà xanh sạch thì nó không có giá như này đâu anh ơi. Nó phải tầm triệu, triệu hơn triệu một thân. Cho anh chậu sắp sổ. Anh ơi, bao giờ em bán hết? Rất là nhiều người muốn lấy. Rồi ok anh Long Võ nhá. Anh Cúc Tả Nguyễn ơi, anh chốt mà anh không cho em số điện thoại địa chỉ thì sao em chốt cho anh được. Anh Long Võ lên địa chỉ cho em nhá. Em ơi, số 12 cho anh Long Võ này. Dạ không có cái nào mà dài gần mét đâu anh ơi. Tầm 70 là hết tầm nhá. 70 là hết tầm ạ. Đây ạ, em lên tiếp một chậu to này. Chậu này là 60 này. Thân này là 60. Thân này là tầm gần 40 và có một mầm con nữa nhá. Và có một mầm con nữa này. Anh Long Võ lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Kiên Nguyễn Mong chọn cho anh cây lá mít xanh sạch. Ok anh. Anh Quốc Toàn Nguyễn. Anh Quốc Toàn Nguyễn bây giờ em thấy anh Quốc Toàn Nguyễn. Anh Quốc Toàn Nguyễn ơi, em chốt bù cho anh chậu này được không? Em chốt bù cho anh chậu 3 thân này 350k được không? Chậu này rất là to nhá. Em xin lỗi anh Quốc Toàn Nguyễn. Em chờ anh mãi. Không thấy anh lên địa chỉ, em tưởng anh không chốt nữa. Em chốt bù cho anh chậu này 3 thân nhưng mà em vẫn tính là 2 thân nhá. Vẫn tính là 2 thân 350k, 2 thân to nhá. Dạ vâng, anh Giang Lê Hoàng, anh chờ tí ạ. Để em chốt bù cái đơn này cho anh Quốc Tả Nguyễn á. Chậu này là anh sắp được ngắm hoa anh nhá. Xuống lá rồi ạ, xuống, đang chuẩn bị xuống lá anh nhá. Chuẩn bị được ngắm hoa, đang chuẩn bị xuống lá, áo lụa trắng tinh này. Rồi ok, em chốt cho anh Quốc Tả Nguyễn này. Vĩnh Hưng Hoàng Mai hả anh ơi? Anh Long Võ lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Quốc Tả Nguyễn. Tím chờ em tính ạ. Để chụp hình đã, vâng anh chờ em tí. Em hãy đưa cái đơn của anh Long Võ đây cho chị. Đây. Mọi người yên tâm là cây của ai em đều có dán tên cho nên là không nhầm đâu ạ. Đây nhá, anh Long Võ, anh Long Võ chụp hình cho em nhá. Ok chưa ạ? Đây, em ơi anh Long Võ. Nếu mọi người muốn xem lại cái cây ấy thì mọi người có thể tí nữa em nghỉ live mọi người cho cây lá mít gộp đơn anh Phong Lan. Phong Lan chốt đơn số 2. Đây anh Phong Lan đây, chậu lá mít này 2 thân nhá. Chậu lá mít này 2 thân em chốt 320k, anh Phong Lan có ok không ạ? Anh Phong Lan ok thì em gộp chậu lá mít tròn này cho anh Phong Lan 320k này. Dạ vâng anh Nguyễn Phong nhá, tí nữa em sẽ inbox cho anh ạ. Em ở Nhổn Ngân Đại học Công nghiệp nhá. Anh Phong Lan đây, anh Phong Lan có ok đơn này không? Lá rất là tròn đẹp này, xếp luôn. Chậu này chỉ có 320k vì thân nó hơi ngắn. Em cảm ơn anh Long Võ nha. Anh Phong Lan có ok đơn này không? 320k. Hai thân lá tròn đẹp luôn. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Anh Phong Lan có ok không nào? Anh Kiên ơi, anh Kiên chờ em tí nhá. Okay, Phong Lan.
Ok anh Phong Lan này, chốt cho anh Phong Lan, chốt hộp đơn cho anh Phong Lan số 2. Sao anh chốt hoài không thấy gì hết? Ôi giời em mới thấy anh Hồ Viết Toàn. Anh Giang Lê Hoàng ơi, anh Giang Lê Hoàng thích đơn này không? Đây em lên tiếp đơn này 3 thân này. Đơn này 3 thân rất là đẹp luôn ạ. 3 thân xanh sạch nhá mọi người nhá. 3 thân xanh sạch đẹp luôn ạ. Chậu này em chốt 360k nhá. 3 thân xanh sạch đẹp 360k này. Còn đang lên mầm nữa luôn ấy. Quá đẹp luôn. Một thân 40, một thân 40, một thân hơn 20 và một thân khoảng 20 nhá. Đây ạ, chậu này 360, ai chốt thì chốt 360 kèm số điện thoại cho em nào. 360 kèm số điện thoại. Anh Long Võ ơi, chậu bao thân là sao? 300k đi. 300k em chưa có đủ vốn đâu anh Thưởng Lê ơi. Cái cây này nó là cây trưởng thành rồi, nó không phải là cây giống nữa anh nhá. Rồi ok, em chốt anh Đỗ Văn Cừ này. Anh Giang Lê Hoàng ơi, anh làm ơn làm đúng cú pháp cho em là chốt kèm số điện thoại kèm giá tiền nhá. Như anh Đỗ Văn Cừ kia là em sẽ chốt hàng ạ. Anh Đỗ Văn Cừ lên địa chỉ cho em nhé. Này. 360 anh Đỗ Văn Cừ. Anh Đỗ Văn Cừ số 14. Đây ạ, à, em lên một chậu tùm nhá. Em lên một chậu tùm này. Một chậu tùm không biết đếm là bao nhiêu thân đâu. 1 2 mầm nhỏ khoảng có khoảng 5 cái mầm, 5 mầm nhỏ và 2 thân dài ạ. À. 5 mầm nhỏ và 2 thân dài nhá. Một thân 60 và một thân khoảng 20 ạ. À. Một thân 60, một thân 20 này. Đấy, và 5 mầm nhỏ nhá. Đây ạ, 5 mầm nhỏ tùm, chậu này em chốt 360k này. Anh chốt rồi đấy. Anh Tùng ơi, có thể anh Tùng đâu? Đây anh Tùng. Đây chậu này chốt cho anh Tùng được không? Anh Tùng, ai muốn chốt nữa nhỉ? Ai muốn chốt nhiều thân thì em sẽ chốt nhá. Anh Tùng rồi anh Long, anh Giang, anh Giang Lê Hoàng đúng không? Được rồi, em sẽ chốt này. Anh Tùng ok chậu này 360 không nào? Ok, xong em sẽ lấy đơn cho từng người một nhá. Để mọi người chốt mãi không được, ai này quá. Đây ạ, à, chậu này anh Tùng ok cho em chậu này đi, 360 này. Rất là nhiều mầm luôn. Không ạ, à, vậy em chốt lại chậu này nhá, 360 chậu nhiều mầm này ạ. À. Có ai chốt chậu nhiều thân này không ạ? Có 6 mầm nhỏ nhá, có 6 mầm xanh sạch. Rồi ok, em chốt cho anh Giang Lê Hoàng nhá. Chậu này rất là đẹp, về mọi người chăm là sang năm có một chậu tùm luôn. Em chốt cho anh Giang Lê Hoàng này. Anh Giang Lê Hoàng ơi, lên địa chỉ cho em nhá. Anh Chí ơi, anh Chí chốt sao rồi? Đây. Để em lên tiếp nào. Đây ạ, à, chậu này lá xếp đẹp thân vàng nhá. Chậu này lá xếp đẹp thân rất là vàng này. Mọi người nhìn cái lá thân lá này khác với những cái chậu bình thường ấy nhá. Đây đang chuẩn bị có nụ rồi ạ. Thử săn xem cái bông này nó được nụ gì, nứt áo luôn này. Đấy. Rồi em cảm ơn anh Cừ nhá. Đây ạ, à, chậu này em chốt 350k này, thân lá rất là đẹp, lá cứng như lá nhựa luôn. Còn ai chưa chốt được thì em chốt chậu này 350k này. Anh Đoàn Lương chốt sau rồi. Đây em chốt chậu này 350k rồi. Anh Long Võ, em chốt cho anh Long Võ nhá. Này em ơi anh Long Võ, anh Long Võ có đơn chưa? Anh Long Võ có một đơn 12 rồi, cộng em chậu này 350k. Mọi người cứ bình tĩnh nha, em có rất là nhiều cây nên mọi người hết sức bình tĩnh. Đây ạ, lên tiếp một chậu 3 mầm nha mọi người. Lên tiếp một chậu 3 mầm này. Xanh sạch tuyệt đối nhá. Lá tròn như lá mít ạ. Đấy, 3 mầm mọi người nhìn chưa ạ? 3 mầm xanh sạch nhá, 350k cho chậu 3 mầm này. Dạ vâng. Em cảm ơn anh Giang Lê Hoàng nhá. Chậu 3 mầm 350k luôn này. Ai chốt chậu 3 mầm này 350k thì chốt cho em này. Để em cho cái cây này nó đứng lên. Dạ hôm nay em không anh ơi, hàng rừng thì phải tùy ngày nó mới có chứ anh, ngày nào em cũng có hàng rừng đâu. Về mọi người có thể kẹp cái que cho nó đứng thẳng hơn này. Hai thân này thì mỗi thân khoảng 30 nhá, với cả một mầm nhỏ. Em chào chị Diễm. Đây ạ, chậu này là 350k này. Rồi em chốt cho anh Long Võ một chậu thân vàng 350k rồi nhá. Ai chốt chậu này 350k không ạ? Không thì để em lên chậu khác nào. Chụp hình.
Em ơi đưa cái đơn của anh Long Võ cho anh ấy chụp hình nào. Lá vàng. Lá vàng thì đẹp luôn. Cái này khéo mà về lại. Đây này em cây của ai. Rồi ok em chốt anh Nguyễn Cường nhá. Anh Nguyễn Cường ơi cho em địa chỉ nhá. Đây anh Long ơi. Rồi em chốt chậu ba thân đẹp này cho anh Nguyễn Cường này. Em ơi đỡ cây cho chị. Em chốt cho anh Nguyễn Cường. Anh Nguyễn Cường lên địa chỉ cho em nhá. Anh Nguyễn Nguyên ơi anh chốt sau anh Nguyễn Cường rồi. Chị inbox không thấy em xem. Chị Diễm ơi cái Facebook của em nó lại bị chặn inbox chị ạ. Tí nữa em gọi điện cho chị nhá. Cây bị làm sao hả chị? Em bị chặn inbox 350k cho anh Nguyễn Cường này. Anh Quyết Nguyễn này anh ở đâu nhỉ? Nếu mà anh ở tỉnh thì tầm 2 ngày thôi. Đây ạ, em lên tiếp một cái đơn này thân lá tre nhá, thân xanh sạch lá tre này. Nếu mà về các tỉnh miền Bắc thì từ 1 đến 2 ngày anh nhá. Mà vào trong miền Nam, miền Trung thì sẽ là 2 đến 3 ngày. Đây ạ, em lên một cái thân này, thân xanh sạch tuyệt đối mà lá tre nha mọi người. Để thử xem mà không biết cái lá tre này nó sẽ sổ hoa như thế nào. Đây ạ, lá tre giống như kiểu lá tre Phú Thọ ấy. Anh Nguyên Nguyễn chốt đầy đủ quá. Vĩnh Phúc à? Vĩnh Phúc thì mai em gửi sáng thứ hai anh nhận được cây nhé. Đây chậu này em chốt 330k này. Chậu này em chốt 330k. Anh Phong Lan đây, hàng này hàng gieo hạt anh ạ. Còn Châu Như mai gửi cho anh Ngọc đơn. Cho em không có một chậu em mầm em nhé. Dạ vâng chị Diễm ơi. À chị Diễm ơi vậy chị gửi qua Zalo cho em được không? Chị gửi qua Zalo cho em check được luôn. Inbox qua cứ vuốt mãi nó không có được luôn ấy. Mất hình rồi á. Ủa sao mất hình kỳ vậy? Đó, mất hình do mạng họ. Anh ơi xem lại chắc là do mạng của anh ấy chứ. Đây có ai chốt chậu xanh sạch chốt chậu xanh sạch lá nhọn này, lá tre này. Hùng Mix chốt rồi anh ơi. Có chậu nào sắp trổ hoa có anh ạ. Có chậu sắp trổ hoa đấy. Xem có chậu không? Ồ, cái chậu mà nó đang có mắt ngủ ấy. Có chậu cho anh. Anh ơi, tí nữa đến cái đơn nào anh theo dõi live một chờ em một tí nhá, tí đến cái đơn nào. Đến cái đơn nào mà có sắp trổ hoa thì em bảo anh nhá. Bây giờ nhiều quá em không có chọn được cơ. Anh Đỗ Văn Cừ cho anh hai thân dài lá mít xanh sạch nữa. Rồi ok. Đây ạ. Em ơi lấy cho chị cái chậu này. Đây nha anh Cừ ơi. Chốt cho một chậu ba thân đi. Anh Long Võ muốn chốt một chậu ba thân à? Xem chậu nhiều mầm chờ em tí nhá. Cừ ơi, hai thân dài lá mít này. Hai thân dài lá mít xếp này. Hai thân dài lá mít xếp 320k một chậu này. 320k một chậu, hai chậu gộp đơn cho anh nhá. Anh ok không? Châu Như gộp đơn nữa nha em. Anh ơi, Châu Như em chỉ có mấy cây tặng mọi người thôi chứ em không lá mít mà ba thân thì không có đâu anh ạ. Lá mít thì nó đã hiếm rồi. Em chào anh Liệu đây ạ. Hai chậu này là 320k một chậu đấy ạ. Lá xếp rất là đẹp, mọi người có thể chơi đứng cũng được, có thể chơi thẳng. Chân rết đấy ạ. Anh ơi có mỗi chậu lá tre thôi anh Liễu ơi. Có mỗi chậu lá tre luôn. Có mỗi một chậu lá tre thôi anh Liễu ạ. Anh ơi có mỗi chậu lá tre này thôi. Em chốt 330k này. Hai thân ba lá, hai thân lá tre này. Thì em chốt cho anh Liễu luôn. Này em ơi chốt cho anh Liễu. Hả? Bao giờ à quay qua. Em ghi một lại là anh Đỗ Liễu. Có mỗi một chậu. Anh Đỗ Liễu ghi là cái gì đấy? Em ghi là thêm. Anh Đỗ Liễu thêm một cây.
Vâng, hàng gieo hạt ạ. Chốt 320, hai cái chậu này nó gần như tương đương nhau mà anh, kém nhau có mấy sen, 2-3 sen. Cho anh xem hai chậu là mít hơn giả. Đây ạ, em sẽ chốt chậu này cho ai đây? Anh Xuân Cổ Trần ơi, em chốt cho anh Xuân Cổ Trần chậu này. Ai nhỉ, đang hỏi rồi mà. Rồi em chốt cho anh Xuân Cổ Trần chậu này nhá. Anh Xuân Cổ Trần này lên điện, số điện thoại lên địa chỉ cho em ấy ạ. Mọi người chốt kèm số điện thoại mới tính là chốt đơn nhá. Anh Xuân Cổ Trần số 17320. Anh Xuân Cổ Trần lên địa chỉ cho em ấy ạ. Em ơi, Xuân Cổ Trần số 17. Dạ. Chốt 320 mít dài. Ok. Ok anh lên địa chỉ cho em. Đây ạ, 320 mít dài đây ạ. Còn một cây này nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Đấy, chân đấy rất là đẹp luôn. Ai chốt chậu này này. Rồi ok, Orchid nhá. Orchid rồi lên địa chỉ cho em với ạ. Chốt Orchid chậu này nhá. Anh Xuân Cổ Trần này em chốt cho anh rồi, bây giờ em sẽ chốt chậu này cho Orchid. Anh lên số điện lên địa chỉ với cả tên thật cho em nhá. Số 18 anh Orchid này. Chậu bên phải, chậu bên phải là chậu nào anh ơi? Anh Minh Phạm Văn ơi, cái này là giả hạt gieo hạt thôi anh ơi, không phải là vùng nào đâu ạ. Em lên tiếp một chậu mít hai thân này. Ôi trời. Thôi à, nghĩa là không chốt nữa đúng không anh? Anh em đưa lại đây cho chị. Anh ơi, anh quyết định chuẩn cho em cái. Đây ạ, à, em chốt lại nhá, em chốt lại chậu này nhá. Em chốt lại chậu này ạ. À. Em chốt lại chậu này 300k nhá. Hủy đơn à, hủy đơn thì em sẽ chốt rẻ cho người tiếp theo. 300k ạ. À. Vâng, em chào anh Thanh Phạm. Anh ơi, hủy đơn em chốt lại cho ai tên Trần Văn Hạ? Dạ vâng. Đây ạ, à, em chốt lại chậu này 300k ạ. Ai thích chậu này em chốt 300k luôn nha. À, anh thích cái cây trước. Anh thích cây trước á? Ừ, nhưng mà chị chốt cho anh cô à đó. Anh thích cây trước thì vậy thôi, anh chờ lấy cây khác nhá. Em chốt chậu này 300k nha mọi người. Hoặc là anh có thể lấy chậu mít 2 thân này này. Anh có thể lấy chậu lá tròn 2 thân này. 340k. 340k chậu mít 2 thân này. Rồi ok anh, không sao ạ. Không sao. Rồi ok, em chốt cho anh Hưng Adam Phạm nhé. Lên địa chỉ cho em với. Anh Hưng Adam Phạm số 18 này. Em đảm bảo là em bán cây này rẻ nhất Facebook luôn. Ai mà bán rẻ hơn em thì đến đây em trả lại tiền. Nếu anh tìm được ai bán rẻ hơn em đến đây em trả lại tiền luôn. Anh Xuân Cổ Trần ơi, em chốt cho anh Hưng Adam Phạm 300k mất rồi. Anh Hưng Adam Phạm lên địa chỉ cho em nhé. Em ơi, anh Hưng Adam Phạm này. Em lên tiếp một chậu 3 thân này. Em lên tiếp một chậu này 3 thân nha. Một mẹ và hai con nhỏ này. Đâu anh trước mà em, đâu anh sau mà anh. Dạ vâng, chị ơi, anh Ngọc Hiền Bùi ơi, nếu mà anh mua được ở đâu rẻ hơn thì anh cứ đến đấy mà mua chứ. Em có bảo là mọi người phải mua đâu. Cây này là cây trưởng thành sắp trổ hoa anh nhá. Công sức người ta lai là làm ra cây, gieo hạt ra cây, lai ra cây rồi chăm sóc. Đến khi bây giờ về mọi người mua chỉ cần sắp sổ hoa thôi. Chứ có phải làm gì nữa đâu mà anh bảo là rẻ cái gì nó cũng phải có giá, có công cho người ta còn làm việc chứ anh. Dạ em không có năm cánh trắng xanh sạch tuyệt đối đâu, em chỉ có cây lai. Em chỉ có cây này là cây lai này, cây này là cây lai 6 mắt này. Cây lai 6 mắt. Đây ạ, à, em chốt chậu này 330k nhé. Một mẹ và hai con ạ. À. Chậu này là thân này là dài 40 hơn 40 cm, chuẩn bị hoa nhé. Ở đây chậu này chuẩn bị hoa đây. 330k ạ. 330k chậu này, em cảm ơn anh Hưng Adam Phạm nhé. Chọn cho anh một cây thân dài 70 lá xếp.
Thân dài 70 bây giờ hơi khó anh ạ. Thân dài 70 thì anh có thể để ngày mai tạnh mưa em ra vườn em lấy cho anh được không? Bây giờ đã Hà Nội đang rất là mưa luôn, không chạy ra vườn được. Anh Long Võ chốt tiếp 340 đúng không? Đâu em chốt có 330 thôi anh Long Võ ơi. Ok em chốt cho anh Long Võ 330 nhé, em chỉ chốt có 330 thôi. Anh Long Võ ơi, đây của anh 330k nhá. À, của anh là 3 đơn anh Long Võ nhá. Em ơi, anh Long Võ chốt tiếp này. Mai anh nhắn tin cho em đi, mai em ra vườn em chọn cho anh bởi vì là em còn đến tận 2000 cây cơ. Lên tiếp một chậu ba thân nữa này, lên tiếp một chậu ba thân, chậu này mập ú, chậu này chuẩn bị hoa này. Đây ạ, chậu này chuẩn bị hoa nhá, mọi người nhìn này, chuẩn bị hoa bói nhá. Chuẩn bị hoa bói này, cũng một mẹ hai con luôn, chốt 330k luôn, cây này mập ú luôn. Có cây nhiều thân anh Thưởng ơi. Để em tìm cho anh Thưởng nhá. Đây ạ, chậu này chốt 330 tiếp này. Anh gì chốt mãi không được nhỉ? Anh Đoàn Lương ơi, anh Đoàn Lương có ok đơn này không? Em chốt cho anh Đoàn Lương 330 này. Thì em sắp buồn ngủ rồi. Lá mít tròn ở đây giờ nó không còn rồi anh ạ. Đây anh Đoàn Lương có ok không? Anh Nam à? Anh Nam ơi, anh Nam chờ tí nhá. Anh sửa xe thành công. Lại chụp hình, ok anh Long Võ. Được rồi, anh sửa xe thành công, chờ em tí, anh Nam Nguyễn chờ em tí, em sẽ lên đơn cho mọi người chốt. Đây, anh chụp hình giùm em với. Anh Long Võ ơi. Đây. Ok rồi, nè. Rồi ok, em ưu tiên cái đơn này cho anh Đoàn Lương nhá. Anh ấy chốt nãy giờ không được luôn. Anh lên địa chỉ cho em anh Đoàn Lương ơi. Anh Nam với cả anh sửa xe thành công, chờ em tí nhá, cây rất là nhiều luôn. Anh ơi, em anh Đoàn Lương này. Anh Đoàn Lương lên địa chỉ cho em ạ. Anh Nam ơi, em có 2000 cây rồi. Anh Nam cứ bình tĩnh. Anh Xuân Cố Trần chờ tí. Anh Đoàn Lương số 19. Đây ạ. Tiếp một chậu ba thân nhá, một chậu ba thân, chậu này cũng sắp hoa rồi ạ, mập ú ù luôn. Đây, chốt cái này cho anh Nam này. Tìm một chậu cho anh Nam, một chậu cho anh sửa xe thành công, với cả một chậu cho anh Xuân Cố Trần này. Anh Thành ơi, tìm xem hai chậu ba thân nữa. Anh Nam ơi, anh Nam ok đơn này không? Ba thân xanh sạch tuyệt đối nhá anh nhá. Đây, cây mập ú ù luôn, thắt ngọn rồi, chuẩn bị, anh được ngắm hoa bói rồi nhá. Mấy chậu ba thân nữa? Hai chậu ba thân nữa. Anh Nam ok đơn này cho em đi anh Nam. Rồi ok anh Nam nhá. Chậu này quá đẹp anh Nam ạ. Thân mập ú ù luôn. Dạ được anh Nguyễn Thanh ơi. Mà anh ra nhà em anh lấy nhá. Anh ra nhà em mừng quá. Em đỡ phải đóng hàng em mừng quá. Anh Nam Nguyễn này. Anh Nam Nguyễn ở Việt Hưng Long Biên ấy. Chậu ba thân cao á. Anh ơi, ba thân thì nó không thể cao như một thân được đâu. Bởi vì là nó ấy mà. Nó chỉ có bằng ấy dinh dưỡng thôi. Mà chia cho nhiều thân thì nó phải nhỏ hơn chứ. Đây ạ. Chậu này thì không biết là bao nhiêu thân luôn. Chậu này là ba thân này. Ba thân với cả các cái mầm này em không tính nhá. Ba thân với các mầm này anh không tính. Chốt nhanh không hết hàng đấy. Anh kia này em còn đầy. Em còn đầy luôn. Đây ạ, chậu này cũng 330k luôn ạ. Mấy cái mầm nhỏ nhỏ này sân siêu không tính nhá. Dạ vâng anh Nam ơi. Anh Nam ơi, anh Nam comment lại cho em cái số điện thoại em đỡ phải tìm. Em cảm ơn anh Đoàn Lương. Đây ạ, cái này thì giả hạt gieo hạt nên là mặt bông nó sổ số thôi nhá mọi người. Mặt bông sổ số thôi. Đây có một bông thì ra được mặt bông hồng xước này. Chốt kèm số điện thoại cho em đấy ạ. Ai vừa nãy chưa chốt được nhỉ? Anh sửa xe thành công không? Anh có ôm chậu này không? Anh rồi ok anh sửa xe thành công nhá. Sửa xe thành công này. Anh Tân Phạm ơi anh chờ tí em lên đơn khác cho anh nhá. Anh sửa xe thành công 330k này. Anh Long Long Phan anh chốt sau rồi. Vâng, anh đấy sửa xe thành công. Sửa xe. Chụp ảnh luôn sửa xe.
Trung Anh đưa sửa xe thành công. Tiếp một chậu ba thân nữa này. Còn ai nữa nào? Anh Nguyễn Đức Nhanh chốt một chậu. Ok anh ạ. Anh Long Long Phan với anh Nguyễn Đức Nhanh chờ em tí nhá. Đây ạ, em chốt chậu này cho anh Long Long Phan nhá. 330k cho anh Long Long Phan này. Còn chậu 300 nào nữa không? Đấy, chậu đấy đi. Đây. Anh Long Long Phan một chậu này và anh Nguyễn Đức Nhanh một chậu nhá. Đây ạ, chậu 3 thân này còn những cái thân nhỏ nhỏ xíu xíu coi như là sân si không tính nhá. Coi như là sân si không tính nhá. Ba thân đây ạ. Em chốt cho anh Long Long Phan một chậu, chậu của anh sắp có hoa rồi anh Long Long Phan nhé. Thưa anh Long Long Phan lên địa chỉ cho em với. Anh Long Long Phan lên địa chỉ cho em nhé. Anh Nhanh à? Rồi ok anh Nhanh này. Anh Long Long Phan. Anh Long Long Phan là 330k. Đây anh Nguyễn Đức Nhanh này, chậu của anh này có một mầm nhỏ này em không tính tiền nhé. Tính 3 mầm to, còn một mầm nhỏ này không tính tiền, 330k. Anh Nguyễn Đức Nhanh lên địa chỉ cho em với ạ. 23 anh Nguyễn Đức Nhanh. Mặt bông vừa rồi là bông hồng xước nhá. Nhưng mà cái bông đấy thì em để làm bông mẫu rồi. Bao giờ bán hết 2.000 cây rồi em sẽ bán bông đấy cho mọi người. Anh Tấn Phạm chốt nãy giờ. Để lại số điện thoại địa chỉ cho em đi. À ồ chết rồi, anh Xuân Cổ Trần chậu 3 thân nữa. Anh Xuân Cổ Trần ơi em xin lỗi anh nhá. Anh Nhanh lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Xuân Cổ Trần ơi của anh đây. Anh Nhường Kiên Nguyễn ơi chờ em tí. Anh Xuân Cổ Trần ơi em xin lỗi anh. Anh đấy là anh Nguyễn Đức Nhanh. Anh Nguyễn Đức Nhanh ơi lên địa chỉ cho em nhá. Anh Long Long Phan lên địa chỉ cho em nhá. Đây ạ, chậu 3 thân một thân to cho anh nhá. Anh Xuân Cổ Trần ơi đây, 3 thân 4 thân luôn đấy ạ. Anh Xuân Cổ Trần ơi đây nhá. Anh lên địa chỉ. Rồi ok anh Long Long Phan nhá. Anh Nguyễn Đức Nhanh lên địa chỉ cho em với ạ. Đây 3 thân ạ, một thân này rất là dài luôn. Anh Xuân Cổ ơi, thân này chuẩn bị hoa nhá, chuẩn bị hoa bói đây anh ạ. Anh nhìn thấy mắt nụ không? Đây này. Đây ưu tiên cho anh Xuân Cổ Trần nhá. Em xin lỗi anh, cái chậu này thân rất là dài luôn. Dài mập ú ú luôn này. Anh Tấn Phạm ơi, anh lên số điện thoại địa chỉ đi, anh muốn chốt cây bao nhiêu tiền nào? Rồi em chốt cho anh Xuân Cổ Trần, anh ok không? Ok anh nhá, ưu tiên anh lắm ấy tại vì em có lỗi. 330k này, anh ơi chốt cho anh Xuân Cổ Trần số 17. Xuân Cổ Trần số 17. Nào. Tiếp nào. Tiếp. Nào bây giờ em lên chậu hai thân đẹp nhá. Bây giờ em lên chậu hai thân đẹp này. Hai thân rất là đẹp luôn. Hai thân này là hai thân tím nha mọi người. Hai thân này là hai thân tím. Nãy giờ ai hỏi thân tím thì bây giờ chốt thân tím này. Hai thân tím rất là mập luôn. Hai thân tím rất là mập. Ai thích thân tím thì chốt chậu này 340k. 340k mặt bông lúc nãy thì đây ạ, mặt bông này là bông hồng xước nhá. Đây mọi người có thể nhìn này. Cánh sáp bông mà nhìn thấy lưỡi hồng xước nha mọi người. Nhưng mà khuôn bông thì có thể là chưa chuẩn. Ai thích thân tím, ai thích thân tím sổ bông hồng thì chốt cây này 340k. Lá mít thân dài á anh ơi, lá mít thân dài bây giờ còn không? Rồi ok anh sửa xe thành công nhá. Em có một cái chậu mít này nó rất là đặc biệt, nó rất là đẹp, lá của nó rất là đặc biệt. Em nghĩ rằng nó là một cây đột biến đấy ạ. Cây này thì rất là đẹp nha mọi người. Mọi người nhìn lá thì sẽ thấy nó khác hẳn với những cây khác này. Đây để em so sánh với một cây khác, anh cho xem một cây khác. Đây ạ, so sánh với một cây bất kỳ để thấy là cái lá của cây này nó rất là khác nhé. Và cây này rất là dài luôn. Cây này là cây to nhất em đang định để lại chơi. Em đang định để lại chơi này. Nếu mà ai chốt cây này thì em sẽ chốt 380k nhé. Nếu mà ai chốt cái cây khủng này thì em sẽ chốt 380k này. Lá mít sẽ nói hoài không chọn. Anh, ồ anh không có ba thân à. Chết rồi. Anh ơi, anh Kiên ơi, anh chờ em tí nha. Anh Nhường Kiên ơi. Anh Thưởng Lê muốn chốt chậu như nào ấy nhỉ? Em xin lỗi em quên mất. Anh còn chậu nhiều thân không? Chết rồi, bây giờ em chỉ còn chậu 2 thân. Rồi em chốt cho anh Nhường Kiên Nguyễn chậu này 340k nhá. Rồi ok em chốt cho anh Minh Cảnh Bùi chậu này này 380k.
Anh Nhường Kiên Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ nhá. Cái này chốt cho anh Minh Cảnh Bùi. Ôi rồi anh Đỗ Liễu ơi, chết rồi, em lại chốt mất rồi. Chết. Anh Liễu ơi, thế để hôm sau em tìm lại cho anh Liễu nhá. Anh Liễu ơi, sắp còn nhiều hàng hot lắm, anh cứ yên tâm. Anh Nhường Kiên Nguyễn này, 340k này. Anh Kiên ơi, anh Kiên chốt sau rồi. Cái này em chốt cho anh Minh Cảnh Bùi. Anh Minh Cảnh Bùi ơi, cho em xin địa chỉ nhá. Đây ạ, cây rất là đẹp luôn ấy. Anh Trưởng Lê vẫn chưa chấp được cây nào luôn. Anh Minh Cảnh Bùi ơi. Anh đủ liệu trước cây này. Đây ạ, à, em lên tiếp một chậu nữa nhá. Em lên tiếp một chậu áo xẻ tà nhá. Chậu này áo lá tre. Ở đây anh Đỗ Liễu thích chậu lá tre. Anh Đỗ Liễu ơi, còn một chậu này lá tre áo xẻ tà này. Rồi em cảm ơn anh Minh Cảnh Bùi nhá. Còn một chậu lá tre xẻ tà này. Anh lấy chậu này thì em chốt 300k cho anh luôn. Dạ vâng. Chụp hình ok anh Minh Cảnh Bùi, anh đưa đây cho em. Anh Đỗ Liễu, anh có thích lá tre thì còn một cây này nữa này, em quên. Còn ai chưa chốt được đơn nữa thì báo em nào. Đây em chụp hình đi anh ơi. Cây này là thuộc loại cây xuất sắc rồi. Bán giá quá rẻ luôn. À tí nữa mọi người ở lại để đấu giá một cây lá sọc nhá. Để chơi à? Để chơi. Đây ạ, à, anh Liễu anh có thích cây này không? Cây này là thân tím. Cây này là thân tím lá xẻ này. Thân đỏ u nu này á. Thân đỏ u nu này không bán đâu. Đây chậu này 300k. Ok, chốt luôn cho anh Đỗ Liễu 300k. Chậu đấy rất là đẹp đây ạ, à, lá tre thân đỏ mà lá lại xẻ nữa. Anh Liễu bán rẻ cho anh Liễu. Ok, em chốt rồi nhá. Em chốt 300k, anh Thành còn đang kêu chốt rẻ thế nhưng mà em thích thì em chốt thôi. Rồi ok, em cảm ơn anh Nhường Kiên Nguyễn nhá. Em lên tiếp một chậu mít này. À anh ơi, cái chậu này thì dành cho anh Kiên đi. Anh chụp ảnh, anh gửi cho anh Kiên cho em với. Anh Kiên ở Tân Lập ấy. Anh chụp gửi cho anh Kiên hộ em. Anh đi chiều anh đi làm anh không biết. Em lên tiếp một chậu này. Ở à, đây đây, gửi cho anh cây này có mít đâu. Cây này mít hơn, cây này mít hơn. Đây ạ, à, em lên tiếp một chậu lá xếp hai thân nữa nhá. Cảm em chào anh Phúc Bồ. Đây ạ, à, em lên tiếp một chậu hai thân nữa này. Thân này là 40. Thân này là 40, thân này là khoảng gần 30. Anh Hiếu anh Đặng ơi, cái này là dòng giả hạt, gieo hạt, thân xanh sạch anh nhá. Vùng miền thì lộn xộn anh ạ. Vâng, gieo hạt anh Lương ơi, gieo hạt anh nhá. Nhưng mà gieo hạt này là cây gieo hạt trưởng thành rồi, không phải là cây giống nữa đâu. Nên là cây rất là đẹp luôn. Đây anh có thể nhìn ngắm cây này, ngắm lá này. Đây. Cái này về chơi thân lá, treo một giò chơi thân lá đã đẹp rồi. Đấy. Mọi người nhìn này, đấy. Hai giò hai thân rất đẹp, thân già đây mọi người nhìn thân già nhé. Cây gieo hạt đến năm thứ tư rồi đấy ạ. Đấy. Chậu này em chốt 350k này. Ai chốt chậu này rất là đẹp luôn, về chơi thân lá, lá xếp như này luôn, 350k chậu hai thân này nhá. À đấy, lấy một cây mít cho Hùng Mít nữa. Hùng Mít chưa được lấy này. Hùng Mít vẫn thích một cây nữa đây, chậu này là của Hùng Mít đây. Hùng Mít ơi, đây chị để cho em chậu ở đây rồi, giờ chị chụp ảnh luôn đây. Em chào anh Ngô Dung, em chào anh Tuyền. Rồi ok, em chốt cho anh Đoàn Lương nhá. Đây Hùng Mít ơi, chị chụp luôn đây. Anh Đoàn Lương chốt thêm một chậu này, em ơi anh Đoàn Lương. Anh Đoàn Lương số 19. Hello anh Tuyền. Cộng 350 này. Anh Đoàn Lương. Anh Trang ơi, chậu này chậu gieo hạt thôi ạ. Nhưng mà gieo hạt là sắp hoa rồi. Anh Bình Lê chốt sau rồi. Để em chốt cho anh chậu khác nhá. Chốt cho anh chậu khác tương tự nhá. Đây là anh Đoàn Lương. Đây ạ, à, em còn một chậu này rất đẹp này. Lá xếp như này đã đủ đẹp chưa? Đấy, anh Bình Lê mà ok chậu này thì em chốt cho anh 350k luôn này. Thân này là được chậu này với chậu đấy y như nhau. Thân này 40, thân này khoảng hơn 20.
Anh ơi, cái này không phải là trầm anh nhá. Cái này là gieo hạt, em có trầm. Em có trầm nhưng mà cái này không phải là trầm. Cái này là giả hạt gieo hạt anh nhá. Không phải là trầm đâu, nhìn thân nó cũng khá giống với cả trầm cầm trầm 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 hồng long. Thân nó khá giống với trầm hồng long nhưng mà nó không phải là trầm hồng long nhá. Bông hoa của nó nở ra vẫn là bông phi điệp. Đây anh ạ. Cây mẫu đây. Cây mẫu nó nở ra bông hồng xước là bông phi điệp nhá, không phải là cây bông trầm ạ. Nhìn thân thì khá giống với trầm hồng long. Ai cũng thích cây thân tím thì em chốt cho cây thân tím này nhá. Cây thân tím này. Anh Trang ơi, gieo hạt lộn xộn anh ạ. Gieo hạt vùng miền lộn xộn thôi. Đây ạ, cây này là cây thân tím này, có cả cây thân xanh, cây thân tím. Hai cây thân tím này hơi ngắn tí, em chốt 340 này. Rồi ok, em chốt anh Bình Lê cây này 350 nhá. Anh Bình Lê cho em số điện thoại địa chỉ với ạ. Anh Bình Lê ơi, em nhớ là anh Bình Lê mua hàng của em rồi đúng không? Nhưng mà cho em xin lại số điện thoại địa chỉ với em. Chào anh Việt Lê nhá. 26 anh Bình Lê. Xong. Còn cây nào nữa nhỉ? Đây cây thân đỏ. Đây ạ, à, em tiếp một cây thân đỏ rách áo nhá. Cây thân đỏ này. Chú Ngô Dũng ơi, cháu lại bây giờ lại không có còn mít nữa rồi. Anh ơi để cái này để ra kia ghi vào đấy là anh Khiêm Nguyễn Văn cho em. Có cây nào to hơn cái cây gửi nhỏ. Anh ơi mít thì nó thường hay bé, anh thưởng muốn chốt cây gì nào? Anh thưởng ơi đây, cây mít đây ạ, à. Anh thưởng có thích cây này không? Anh thưởng có chốt cây này không này? Anh thưởng có chốt cây này thì em chốt cho anh thưởng cây này nhá. Anh Kiên ở bên này không? Hả? Anh Kiên bảo thích cây to hơn. Anh Kiên ơi, nếu mà anh thích cây to hơn thì mai em chụp cho anh cây mai em chụp cho anh cây khác nhá, bởi vì là bây giờ ở ngoài vườn còn nhiều. Anh thưởng lê cây này anh mà chốt em chốt cho anh 320k nhá, ba mầm luôn. 320k gộp đơn luôn. Anh nhường Kiên Nguyễn ơi, hai cây thân đỏ này thì anh chốt một thân hay là chốt hai thân? Chậu hai thân này là 340 này, còn chậu một thân này là 320 này. Đấy, một thân thì nó sẽ lớn hơn như này, anh chốt chậu một thân hay là chậu hai thân đều được. Anh chốt một thân hay hai thân thì báo em nhé. Chậu một thân này 320 này, chậu hai thân này là 340 này. Đây, chậu này em chốt 320 này, anh chú Ngô Dũng chọn cho chú cây mít. Chú chờ cháu tí, chú Ngô Dũng nhé. Anh thưởng leo ok chậu này không? Bị lag quá. Bị lag à? Đây, anh xem được chưa? Giá mít bao nhiêu? Anh Việt Lê ơi, cũng tùy chậu anh Việt Lê ạ. Anh Kiên Nguyễn Văn Kiên, ok. Ok, ok cái nào? Ok, mai lấy. Vâng, vậy mai em chọn cho anh nhá. Mai em sẽ lấy thêm và em chọn cho anh. Đây, cây này là 320 này. Cây này là 320 này. Nhá. Yeah. Em không biết là anh nhường Kiên Nguyễn. Anh thưởng ở đây anh. Đây anh nhìn cây này anh có ưng không ạ? Ờ không, cái này là giả hạt nhá, không phải là trầm ạ. Vâng, anh Kiên em mai em chọn cho anh nhé. Đâu nhở? Đây ạ, bông bông đã nở là bông giả hạt mắt xương như này nhá. Nhìn thân cũng khá giống trầm hồng long nhưng không phải trầm ạ. Dạ năm nay là sổ hoa đấy anh Trương Phùng ơi. Năm nay là sổ hoa. Anh nhường Kiên ơi, chậu hai thân. Ok, anh nhường Kiên chậu hai thân này. Anh nhường Kiên chậu hai thân. Anh nhường Kiên rồi, 340 nữa này. Số 24. Lần này free ship nhé. Ok, anh thưởng nhá. Ok, anh thưởng. Trước cây nó không đẹp lắm. Rồi ok, anh thưởng nhá. Anh số cái chậu lá tròn đấy là anh thưởng ấy. Chú Ngô Dũng ơi, chú chờ cháu tí, anh ơi đưa cho em cái chậu mít cho chú Ngô Dũng. Chú Dũng ơi, đây ạ. Chú Dũng còn ở đấy không ạ? Anh thưởng số 27.
Chú Ngô Dũng ơi đây ạ, chậu này chú Ngô Dũng có ưng không? Nếu mà chú Ngô Dũng ưng chậu này thì cháu chốt cho chú Ngô Dũng chậu này là 320k nhá. Chú Ngô Dũng ạ. Đây ạ, hai mầm luôn, hai mầm, một mầm nhỏ này cháu không tính đâu. Một mầm nhỏ này không tính, còn một cây mít xếp này 320k. Cây đấy chốt cho Hùng Mít 320k. Đây ạ, còn một cây thân đỏ, còn một cây thân đỏ này, thân rất là dài. Cây này chuẩn bị hoa luôn nha, ai thích thân đỏ nào? Anh ơi, anh Tố Như ơi, cây này cây gieo hạt anh nha, không phải là ki đâu ạ. Anh lấy cho em cái chậu này xem. Cây này là cây gieo hạt, không phải là ki anh ơi. Đây ạ, còn chậu này thân đỏ này. Ok cháu, vâng cháu chốt cho chú chậu này 320k. Chú ơi, chú cho cháu xin lại cái địa chỉ chú nhé. Chú Ngô Dũng này. Số 28 chú Ngô Dũng. Rồi, anh Nguyễn Đức Nhanh ơi, em chốt cho chú Ngô Dũng rồi. Đây, anh Nhanh ơi, em chốt cái chậu mít đây cho chú Ngô Dũng rồi. Còn anh có chốt cái chậu này cũng 320 này. Chậu này cũng 320 luôn. Chậu này thân đỏ này. Anh Nguyễn Đức Nhanh chốt cái gì đấy? Anh ơi, chậu này của ai? Ghi tên vào không có quên. Đây ạ. Cái này còn một chậu mít nữa nhá. Còn một chậu mít nữa cũng 320 này. Một chậu mít nữa cũng 320. Anh Nhanh còn anh chốt cho anh Thưởng Lê chưa? Rồi. Đây ạ, chậu mít này cũng 320 luôn. Anh Tấn Phạm. Rồi ok, anh Tấn Phạm chốt mãi không được. Em chốt cho anh Tấn Phạm nhá. Chốt hoài không được đúng không? Anh cây lá mít 2 hoặc 3 thân. Ok anh Nhanh, chờ em tí, em có một cái cây này rất đẹp. Anh Tấn Phạm ơi, em chốt cho anh này. Anh 320k chậu 2 thân đấy nha. Anh lên địa chỉ cho em ơi. Anh Tấn Phạm. Anh nào mà anh Hồng Công Đinh. Ok anh Hồng Công Đinh. Anh Hồng Công Đinh chốt chậu này đúng không? Anh Hồng Công Đinh ơi, cho em địa chỉ với ạ. Anh Hồng Công Đinh 320. Chậu này là sắp ngắm hoa anh nhé. Chậu này rất là dài luôn. Chậu này nó dài tầm 50cm ạ. Rồi, chốt thân đó 320. Rồi, em chốt cho anh Hồng Công Đinh rồi nhá. Anh Tấn Phạm lên địa chỉ cho em với. Đây là anh Hồng Công Đinh này. Đấy là anh Tấn Phạm, số 29. Anh Hồng Công Đinh số 30. Đây còn một chậu cuối cùng này, một chậu rất là đẹp, lá tròn này. Đấy, em chốt đơn này cho anh gì nhở? Anh gì mà nãy giờ chưa chốt được nhỉ? Anh Nhanh. Anh Nhanh đúng không? Anh Nguyễn Đức Nhanh ở đây ạ. Chậu này hai thân nhé. Anh Nhanh chốt tiếp. Anh Nhanh ơi đây ạ. Em chốt ưu tiên cho anh một đơn cuối cùng nhé. Một đơn cuối cùng ạ. Mai em, mọi người thích hàng này thì mai em sẽ lại có tiếp nhé. Chốt đơn này cho anh Nhanh 300k luôn. Cho hết. Rồi cảm ơn anh Tấn Phạm nhé. Em chốt đơn lá tròn này cho anh Nhanh 300k này. Thân tím lá tròn nhá. Thân tím lá tròn luôn. Anh Nhanh ok không? Thì ok luôn này, chậu này của Hùng Mích rồi đúng không? Đây ạ. Chậu này rất là đẹp đấy anh Nhanh ơi. Em cho anh xem này. Thân ú ù luôn, em chỉ chốt có 300k thôi nhá. Thân nhỏ này em không tính đâu ạ. 300k này. Anh Nhanh ơi, ok đi anh. Chậu quá đẹp luôn. Đây. Rồi em cảm ơn. Rồi ok em cảm ơn anh Hồng Công Đình. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Nhanh. Anh ơi kiếm tiếp cái chậu đẹp đẹp này cho anh Nguyễn Đức Nhanh. Chậu giấy rất là đẹp nhưng mà là chậu cuối cùng nên là em sẽ bán nhanh. Xong rồi chào cảm ơn anh Trịnh Linh nhá. Em sẽ bán sang hàng khác ạ. Bán nhanh cho nó nhanh. Đây. Em còn cây giống. Em sẽ bán tiếp sang cây giống hôm nay mùng 1 nhé. Hôm nay mùng 1 ai mua cây giống em sẽ bán rất là rẻ này. Bán này là bán không lợi nhuận luôn nhá. Bán không lợi nhuận luôn. 200.000 3 cây. 200.000 3 cây
Đây cái này gọi là tri ân khách hàng nhá. Em có số lượng không nhiều ạ. Cái này là tri ân khách hàng nhá. Dòng này là dòng cánh trắng mắt tràn live 6 mắt nhá. Hôm nay là em bán tri ân khách hàng, bán cái này là không lợi nhuận nhá. Anh Lập Hoàng ơi, vừa nãy thì em bán giả hạt xanh sạch thân đỏ các kiểu, bây giờ em bán sang dòng cây giống. Từ em mượn cái điện thoại này. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem một cái cặp live này nhá. Cặp live của Học viện Nông nghiệp đấy ạ. Cặp live này rất là hoa rất là đẹp luôn. Live cây 6 mắt nhá. Không, bây giờ em còn số lượng cây cũng không nhiều nên là em sẽ bán rẻ cho mọi người. Bình thường là em bán 250.000 một cặp đấy. Bán cái này là mang tính nhá. Cái này gọi là mang tính gọi là tri ân khách hàng thôi nhé, còn không có lời lãi gì ở đây nhé. 200k 3 chậu này. Anh Trịnh Linh ơi, chọn hộ anh lấy cây gì? Cây to thì ngày mai nhé, cây to thì hôm nay em không còn nữa rồi, ở ngoài vườn nhưng mà trời mưa lắm. Đây ạ, cây cánh trắng mắt tràn nhé, live với cây 6 mắt ạ. Em số lượng rất ít, ai chốt nhanh thì được thôi ạ. Đây mặt bông tương lai đây ạ, mặt bông tương lai là cây 6 mắt. Rồi ok, em chốt cho anh Long Võ 3 chậu 200k nhé. Mọi người nếu ai xem live của em thì biết là cái cây này em bán với giá là 250.000 một cặp ấy. Anh đấy là anh Long Võ này, cộng với 200k 3 cây. Rồi ok, anh Thưởng Lê, anh Nguyễn Thành Hưng ơi, cái dòng này là dòng live anh nhá. Dòng này là cánh trắng mắt tràn live với cây 6 mắt, live với cây 6 mắt. Mục đích là để cho nó ra cây vì giả hạc 6 mắt như này này. Rồi anh Nguyễn Sĩ Tuấn ơi, anh chốt 200k thì anh lên điện thoại địa chỉ cho em nhé. Em có số lượng không nhiều, bán tri ân khách hàng thôi chứ còn cái này là không có lời lãi gì đâu. Anh Thưởng Lê 3 cây này. Chốt kèm đơn. Anh Thưởng Lê 3 cây nhé. Anh Thưởng Lê 3 cây này. Chú Ngô Dũng ơi, nếu mà chọn thêm thì mai chú nhé, mai. Mai bây giờ ở nhà, trong nhà cháu thì hết rồi, phải ra vườn cơ ạ. Chốt cho anh 200k, ok anh Tấn Phạm, anh Đoàn Lương nhé. Anh ơi, cái này là cho anh Thưởng Lê này. Mình phải để dành lại 2 chậu để gộp đơn cho ai đó đúng không? Để trả nợ đơn cho ai đó đúng không? Rồi, để lại 2 chậu để trả nợ đơn cho ai đó này. Rồi tiếp tục là chốt cho anh Tấn Phạm, anh Đoàn Lương. Anh Tấn Phạm chờ em tí nhá, ở đây ạ. Cây rất là đẹp luôn. Không phải là cây xấu mà bán rẻ đâu nhá. Hôm nay em thích thì em bán rẻ thôi. Anh Tấn Phạm này. Anh Tấn Phạm 200k 3 cây nữa này. Anh Đoàn Lương 200k 3 cây nữa. Anh Tấn Phạm. Anh Tấn Phạm số 29. Anh Đoàn Lương này số lượng không nhiều. Anh nhanh tay thì được. Hết là em cũng dừng luôn nhá. 1, 2 này. Ba này, đây này, cây đang lên mầm rất là khỏe luôn ạ. Anh Đoàn Lương 3 cây. Anh Đoàn Lương 200k 3 cây. Anh Đoàn Lương số 19 này. Còn ai nữa nào? Anh Tùng Nguyễn 3 cây. Ok anh Tùng Nguyễn nhá, anh Tùng Nguyễn lên địa chỉ cho anh. À cho em với. Anh Đỗ Liễu chốt 10 chậu. Dạ, anh Đỗ Liễu ơi, lúc chiều là em bán chọn những cây rất là đẹp, em bán cho anh làm cây mũi hồng, đúng rồi, cây mũi hồng. Đây là anh gì đây? Anh ơi, anh chưa bố làm rồi. Rồi chốt cho anh Đoàn Lương, rồi chốt cho anh Tùng Nguyễn 3 cây nhá. Đây là anh Đoàn Lương à? Vâng, bây giờ đến anh Tùng Nguyễn này. Anh Đỗ Liễu chiều nay là anh chốt cây khác đúng không? Anh chốt cây chiều nay là cây mũi hồng. Anh Tùng ơi, em chốt cho anh Tùng 3 cây nhá. Anh Tùng lên địa chỉ cho em nhá. Anh Đỗ Liễu không chưa, anh Đỗ Liễu có cây này rồi mà. Anh vẫn thích chốt tiếp à? Anh Tùng Nguyễn 3 cây này, anh Tùng Nguyễn lên địa chỉ cho em ạ. Nè, anh Tùng Nguyễn. Rồi, anh Nguyễn Sĩ Tuấn. Anh Nguyễn. Đây là anh Tùng Nguyễn à? Vâng, anh Nguyễn Sĩ Tuấn 3 cây này. Đây ạ, đơn của anh Nguyễn Sĩ Tuấn 3 cây đây nhá. Đây cây có những cây đang xuống lá lên mầm rồi đấy. Anh Nguyễn Sĩ Tuấn này, anh lên cả địa chỉ cho em đấy nhá, anh Nguyễn Sĩ Tuấn nhá. Anh Đỗ Liễu 10 cây thì anh thích chốt thì cứ chốt thôi. Tại vì bây giờ đang bán rẻ mà. 10 cây là 10 cây là tính 3
Đây. Em chọn cho anh đỗ liễu 10 cây này. 10 cây và 1 2 3 anh Nguyễn Sĩ Tuấn 4 5 6 7 8 9 10 10 cây cho anh đỗ liễu này. Thêm cho 11 cây luôn đi. Cho nó dư dôi nào. Này, anh đỗ liễu ơi, 11 cây luôn nhé. Nào còn ai chốt nữa nào. Của em hay nào. Ok chú, anh Thanh Hải. Rồi ok anh Thanh Hải 3 cốc này. 1 này. 2 này. 3 chậu cho anh Thanh Hải này. Đây anh Thanh Hải 3 chậu, còn một cái chậu này không đẹp lắm em tặng anh Thanh Hải luôn nhá. Tặng anh Thanh Hải luôn này. Anh Thanh Hải lên địa chỉ cho em với ạ. Anh Thanh Hải 3 chậu 200 cây. Anh lên địa chỉ cho em nhé anh Thanh Hải nhá. Tiếp này. Tiếp một đơn 3 cây nữa đây. Có một cây này, cây rất là dài luôn này. Rồi ok anh Nguyễn Thành Hưng nhá. Em chốt cho anh đỗ liễu 10 chậu rồi. Anh Nguyễn Thành Hưng. Anh Nguyễn Thành Hưng lên địa chỉ cho em nhá. Anh Thanh Hải lên địa chỉ cho em nhá. Anh Nguyễn Thành Hưng. Sau anh Nguyễn Thành Hưng là em chỉ còn một đơn thôi ạ. Anh Nguyễn Thành Hưng này. Hôm nay hy vọng là chúc cho mọi người một tháng cái gì cũng suôn sẻ may mắn nhá. Sắp đến cuối năm đến tháng củ mật rồi. Nào, anh Nguyễn Thành Hưng. Anh Thành Hưng ơi, anh Thành Hưng lên địa chỉ cho em nhá. Còn một đơn cuối cùng rồi, sau anh Nguyễn Thành Hưng là ai này? Đây là Hưng. Vâng. Vâng. Anh Tôm HD à? Anh Trịnh Linh ơi, em hết rồi anh Trịnh Linh ơi. Anh Tôm HD lên số điện thoại địa chỉ cho em nhận đơn đến anh Tôm HD là em hết cây nhá. Anh Tôm HD 3 cây. Nào, 3 cây cuối cùng cho anh Tôm HD là em hết cây này. Bây giờ em sẽ bán sang dòng khác. Bây giờ em sẽ bán tiếp sang. Em hết cây rồi chị Vinh ơi. Bây giờ em sẽ xả hàng tiếp. Không phải là xả hàng mà là bán tri ân tất cả mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho nhà em rất là nhiều. Bây giờ em sẽ bán cho mọi người tiếp một cái dòng là dòng chơi hoa luôn. Đấy là cây vũ nữ hoa, cây vũ nữ hoa tím váy trắng nhá. Bán giá rẻ bất ngờ, không đâu rẻ bằng luôn. Mọi người tranh thủ cơ hội để chốt. Đây ạ, à, bắt đầu em lên hàng nhá. Mọi người ai chốt nhanh thì được, số lượng cũng không nhiều. Số lượng không nhiều, ai thích chốt nhanh thì được. Cây này thì chơi hoa bền 2 tháng nhá. Cây này chơi hoa bền 2 tháng. Bắt đầu lên chậu đầu tiên này. Chậu này là 3 vòi nụ này. 4 vòi nụ. Chậu này là 4 vòi nụ nhá. Đang lên chi chít mầm con luôn này này mọi người này. Đấy. Anh được rồi, anh Nguyễn Thành Hưng ơi, em nhận đơn đến anh Nguyễn Kiên ơi, vâng đúng rồi ạ, nhà em ở Tân Tây Đô nhá, vườn nhỏ thì đối diện Tân Tây Đô nhá, vườn ươm thì bên Học viện Nông nghiệp anh nhá. Liên quan đây ạ, chậu này 4 mầm này, chậu này 4 mầm và đem lên chi chít mầm con 4 cà nụ đây ạ, mọi người có thể chơi hoa Tết nhá, chậu này 190k này, bình thường em bán chậu này 250k nhá. Hello bác Minh Anh, bác Minh Anh ơi, mua vũ nữ thì đang có xả hàng vũ nữ đây. 190k một chậu to này, cái này mọi người chơi hoa mít mải luôn, không tàn. Hoa gọi là nở mãi không tàn ấy, còn mãi với thời gian ấy. Đây, 190k cho rất nhiều ngồng nụ rồi nhá. Ai chốt nhanh thì được ạ, em có số lượng không nhiều. Bình thường em đang bán cây này là 250.000 một chậu nhá. Đang bán cây này với giá là 250.000 một chậu nhá, hôm nay
Rồi ok, chốt cho anh Trịnh Linh một chậu này. Anh Trịnh Linh lên số điện thoại địa chỉ cho em nhá. Nếu như mọi người không tin, mọi người có thể xem những cái like trước của em thì sẽ biết là em bán chậu vũ nữ này với giá là 250.000 một chậu. Dạ có mặt hoa nhá, có mặt hoa. Cây này là cây cây áo cây hoa tím váy trắng nhá, vũ nữ hoa tím váy trắng. Một chậu vũ nữ. Mặt hoa xuất sắc luôn ạ, 190k. Rồi, khách nhà anh bác kia đâu. Đây nha mọi người. Vũ nữ hoa tím váy trắng nhá. Hoa tím váy trắng cây bền 2 tháng ạ. Có vũ nam thì lấy luôn. Đây, ai thích chậu nở hoa rồi nhưng vẫn còn rất nhiều ngồng nụ nhá. Nở hoa rồi nhưng vẫn còn rất nhiều ngồng nụ này. Ok, anh Trịnh Linh ơi, cho em cả địa chỉ luôn nhá. Đây ạ, tiếp tục này, một chậu tùm này. Nở hoa rồi nhưng mà ngồng nụ còn rất nhiều nhá. Đây, Vũ Nam đây, bác Minh Anh có chốt thì chốt này. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, chậu này 190k luôn ạ. Chậu này 190k luôn nhá. Ai nhanh tay thì được, chậm tay thì là hết. Em chỉ có số lượng rất ít để bán cho mọi người thôi. Đây, anh xem mặt hoa đi ạ. Hoa tím váy trắng nhá, vũ nữ hoa tím váy trắng ạ. Không đâu bán chậu vũ nữ này 190k luôn. Bình thường em đang bán với giá là 250k một chậu nhá. 190k này, 190k một chậu to ú hù luôn. Đấy, mọi người nhìn đi ạ. Cây quá là đẹp luôn. Đơn hàng của mình là gì mà nó lắc quá. Anh Thưởng Lê ơi, đơn hàng của anh là một chậu mít 320k với cả 3 cây nhỏ 200k. Rồi ok anh Trịnh Linh nhá. Anh Trịnh Linh có chốt thêm một chậu này nữa không? Rồi ok, em chốt cho anh Quý Nguyễn một chậu này. Anh Trịnh Linh lấy 2-3 chậu. Em khuyên với giá rẻ như này, mọi người lấy 2-3 chậu về xong ghép thành một chậu to để ở nhà chơi hoa đến Tết luôn. Chơi hoa đến Tết. Đây là những cái ngồng Tết mua rất là đắt nhá. Tết mua cây này rất là đắt luôn ấy. Đây mọi người nhìn thấy những cái ngồng này là đến Tết âm mọi người vẫn chơi hoa được này. Ok, em chốt cho anh Quý Nguyễn một chậu này. Ok anh Quý Nguyễn. Rồi. Quá rẻ để Tết anh 100 chậu rồi. Em đang có mấy nghìn chậu này anh Minh Anh ơi, anh đến mà hốt. Tiếp tục lên chậu nữa nha mọi người, nhanh tay thì được, chậm tay là hết. Anh Minh Anh đặt cọc về, em có mấy nghìn chậu này, có bán Tết không? Ok anh Thưởng Lê nhá. Em chào anh Nhánh Lan Rừng, chào anh Nhật Nam, chào anh Tiến Nguyễn Việt, chào anh Cường Thịnh, anh lên đưa cho em chậu nữa nào. Rồi ok chị Vinh nhá. Đây em chốt cho chị Vinh chậu này này. Chị em mình luôn luôn phải ưu tiên nhau này. Chị ơi, chậu này quá nhiều mầm luôn. Em chốt, em ở Hà Nội nhá. Em chốt cho chị Vinh một chậu này. Chị Vinh ơi, mai em gửi kèm với cái đơn vi điệp cho chị luôn nhá. 190k một chậu. Biết chứ, em ở Hà Nội, anh Nguyễn Trọng Thành ơi. Em đây là không phải là xả hàng nhá, em chưa bao giờ bán ế cái gì luôn. Em nói thật là em chưa có bao giờ bán ế cái gì. Chẳng qua là hôm nay mùng 1 mà cũng sắp đến tháng củ mật rồi, cho nên là muốn tri ân mọi người một chút. Nếu như không có mọi người đồng hành thì có lẽ là em cũng không có thể nào mà ngồi ở đây bán hàng như thế được. Nên là em sẽ bán rẻ cho mọi người, bởi vì cái dòng hoa này là để chơi Tết nhá. Có cho thuê chơi Tết không em? Anh Hải Anh ơi, em nói thật, Tết em tặng anh luôn. Nếu mà đến Tết mà em vẫn còn, anh thích cây này em tặng anh một cây luôn. Anh Thanh Thạch, anh Hữu Thái ơi, còn anh nhá, nhưng mà nó ở ngoài vườn cơ. Ngày mai anh nhá, ngày mai. Anh ơi, này chốt cái này cho chị Vinh này. Em chào anh Kiên Trung Nguyễn ạ. Em lên tiếp tục một chậu nữa này. Ngồng hoa thì gọi là limit luôn. Mua cây về xong rồi anh đặt một chậu nhé. Anh Nguyễn Trọng Thành ơi, anh đặt một chậu phi điệp hay là một chậu vũ nữ? Anh đặt phi điệp hay là vũ nữ nào? Cây này là cây vũ nữ nhá, anh lấy cho em một chậu có hoa đấy. Cây này là cây vũ nữ, cây địa lan vũ nữ. Hoa tím váy trắng nhá. Vũ nữ có nghĩa là tên của một người con gái đang múa đấy. Vũ nữ có nghĩa là người con gái đang múa đây ạ. Hoa tím váy trắng như này nha mọi người. Hoa này thì bền 2 tháng. Anh Hữu Thái anh inbox rồi nhé. Ok anh ạ. Ai mà thích phi điệp xanh sạch nữa thì inbox, ngày mai em sẽ chụp ảnh cho ạ.
Anh Nguyễn Trọng Thành là anh chốt vũ nữ đúng không? Rồi em chốt cho anh Nguyễn Trọng Thành chậu vũ nữ đang có gồng hoa này nhé. Anh Nguyễn Trọng Thành cho em địa chỉ luôn nhé. 190k thôi ạ. Bình thường em đang bán là 250 một chậu. 250 một chậu anh Nguyễn Trọng Thành. 39 anh Nguyễn Trọng Thành. Lên địa chỉ cho em anh Thành, anh Thành ơi. Chậu này. À thế là anh thích cái chậu mà đã có hoa rồi gì anh? À chậu này rồi, ok. Em tưởng cái chậu có hoa này thì để em ngắm thôi chứ còn chuyển đi sợ nó dập hoa. Anh lên lấy cái chậu có nụ về mình chờ hoa nở, chờ hoa xem hoa nở, chờ trăng lên thì thêm ấm trà nữa thì thôi, gọi là quá nhã luôn. Lên tiếp với em chậu nữa. Đây này, chậu này thì limit mầm luôn nhá. Chậu này thì limit limit nụ luôn này. Đấy. Rồi ok anh Thành, em thấy điện thoại của anh rồi, anh cho em địa chỉ. Ai mà nhà ai mà phòng khách rộng thì em khuyên là chốt lên mấy chậu. Có cần ghi lại địa chỉ không? Dạ không anh Thưởng ơi, em thuộc địa chỉ của anh rồi. Đây ạ. Đấy. Rất là nhiều nụ nhá, có một bông đang nở rồi. Có một bông đang nở rồi ạ. Đấy nhưng mà vẫn còn đang còn rất là nhiều nụ này. Về mọi người ngắm hoa luôn, hoa bền 2 tháng. Em gửi ô tô cho anh ơi, em nói thật là em không có thời gian mà đi gửi ô tô. Ngày anh mai là... Anh ở đâu hả anh? Anh chuyển khoản cho em gửi ô tô cho, em không có thời gian đi gặp xe. Nếu mà ai muốn chuyển xe thì chuyển khoản cho em xong em gửi ô tô nhá. Mọi người biết không, ngày mai mọi người được nghỉ nhưng ngày mai là ngày em còn đi học cơ. Ở Nam Định ở anh, nếu anh có thể chuyển khoản cho em được không? Hay là anh có thể có xe quen để em ra em gửi hàng xong em lấy tiền luôn được không? Chứ không là đầu óc em á, nó mông lung lắm. Xong rồi em chả biết là em gửi nhiều quá không nhớ được cơ. Bây giờ anh chuyển khoản em gửi xe Nam Định. Anh chuyển khoản em gửi xe Nam Định cho anh luôn. Đây ạ, tiếp tục chậu này 190k này. Cái gì đây? Con ngáo tăng động khi gặp gái xinh ngoài đường. Ai hi hi cái gì gì này. Không biết. Ai chốt vũ nữ nữa nào? Đang tri ân khách hàng đây ạ. Tri ân khách hàng chỉ có 190.000 một chậu nhá. Bình thường em bán là 250 một chậu. Ai chốt hai chậu về, hai chậu này về mọi người ghép thành một chậu là quá đẹp luôn. Anh Liễu ơi, anh Liễu có chốt đấy chục chậu vũ nữ về ghép thành một chậu to đùng này. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp nhá. Em ở Nhổn gần Đại học Công nghiệp. Mọi người có thể về ghép cái vũ nữ này thành một cái chậu to đùng giống như là. Anh Bình Phạm ơi, chẳng phải làm gì hết anh ạ. Cái này là cây đã thuần rồi anh nhá. Đây. Đây ạ, về cái này thì nó đã nó đã bám sẵn vào đá thấm thủy rồi. Mọi người chỉ có việc là về tưới nước chờ hoa nở. Hoặc là nếu muốn sang một cái chậu bé, nếu muốn sang một. Đúng rồi. Em sẽ gửi đây cho mọi người xem là nó đã thuần sẵn vào đá thấm thủy như này rồi nha mọi người. Nó đã là một bụi thấm sẵn vào đá thấm thủy này. Về mọi người cho vào cái chậu đẹp. Để cho vui thôi. Cái chậu này cho nó vui thôi, gửi cho nó nhìn nặng cước đây ạ. Cái màu của nó là một cái màu đá thấm thủy này này. Ôi dồi ôi, nhà em ra bến xe Yên Nghĩa, xa tít mù khơi á, xa Min Man luôn. Chốt một chậu. Rồi ok anh Kiên Trần Trung nhá. Đây ạ. Anh ơi lấy con, anh Kiên Trần Trung ơi, em chốt cho anh một chậu, lấy cho em một chậu đẹp đẹp, chốt cho anh Kiên Trần Trung ạ. Em nói nhắc lại với mọi người là không phải là cây xấu mà em bán rẻ đi nhá, mà là cây này em thích, tri ân cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Lan Rừng Lá Nhỏ thì em bán giá đấy thôi. Giá không có lãi luôn ạ. Đây em chốt cho anh Kiên Trần Trung một cái chậu mà nhiều nụ mà đang nụ như này để anh về anh có thể chơi hoa từ từ nhá, chơi đến Tết này. Hoa này nó rất là bền. Nó bền từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cơ. Rồi anh Kiên Trần Trung ơi, đây anh có thể xem này, cái chậu này. Cái chậu bên ngoài này chỉ để cho vui thôi mọi người ạ. Còn cái này nó đã bám sẵn vào đá, một cái bầu đá thấm thủy như này rồi. Về mọi người sang một cái chậu đẹp mà trồng cho để vào bàn nước cho nó đẹp. Cho nhà cho nó có thêm cho nó có thêm tính thẩm mỹ. Còn cái chậu này thì thực sự nó là chỉ là cái chậu nhựa mà các cái nhà vườn trồng để cho nó giảm chi phí nhất có thể thôi. Cái chậu này em mua thì thật ra nó chỉ có 1.500.000 thôi mà. Chốt cho anh Kiên Trần Trung một chậu này. Anh Kiên Trần Trung. Anh Kiên Trần Trung nhá. Chỉ có 190k thôi. Cơ hội sở hữu địa lan vũ nữ.
Muội có baby hả? Anh chốt một chậu, ok anh gù thắng. Muội à, muội sắp có baby rồi Huynh ơi. Anh Lê Trường ơi, em đang tri ân khách hàng 190.000 một chậu nhá, giá gốc là 250 một chậu. Anh gù thắng vừa chốt cái gì rồi đúng không? Anh gù thắng ok, chọn cho anh gù thắng một chậu đẹp cho em với. Một vũ nữ. Cho anh hai chậu nhé. Rồi ok anh Đặng Kim Trọng nhá. Em mọi người ơi, đây ạ, anh Vũ Thắng ơi, chậu nhiều mầm, thân lá sum suê nhá, chậu nhiều ngồng hoa này, thân lá sum suê này, về chúc anh là luôn luôn mua cây của em là về phát tài phát lộc, luôn luôn là gặp nhiều may mắn luôn nhá. Đấy, mua cây là giống như kiểu là mang sinh khí về nhà đấy, mua của em thì chắc chắn là sởi lởi rồi, mọi người cứ yên tâm luôn ạ. Chốt cho anh Vũ Thắng này, anh Đặng Kim Trọng, ok anh lên số điện thoại địa chỉ cho em với ạ. Vâng, chậu này em mua số lượng nhiều, nó chỉ có 1.500 một đấy thôi, mà gửi cái này đi thì nó rất là đắt cước, mà cái này nó đã có một bầu đá thấm thủy sẵn rồi nên là em sẽ chỉ gửi cái bên trong thôi. Đây ạ, em chốt hai chậu, đổi cho anh cái chậu khác đi. Đây ạ, anh Đặng Kim Trọng ơi, hai chậu to ù luôn nhá. Đây ạ, nụ hoa ngồng hoa thì đây ạ, rất là nhiều, không đếm được đâu anh ạ, mỗi kẽ lá là một ngồng hoa nhá. Anh Đặng Kim Trọng lên số điện thoại địa chỉ cho em với ạ. Rồi anh Trịnh Linh một chậu nữa, em nói thật mọi người mua 2-3 chậu về mà ghép thành một chậu. Anh Nguyễn Trọng Thành ơi, anh gửi Nam Định thì là anh chuyển khoản xong rồi là em gửi xe cho anh mà. Này anh Đặng Kim Trọng này. Rồi ok, gửi xe cho anh qua cầu vượt Nam Hồng. Nam Hồng Tiền Hải à anh? Phải không? Anh ơi, anh chuyển khoản cho em được không? Thì em sẽ gửi xe cho anh nhá. Nam Hồng Tiền Hải, xe Đức Trưởng thì không đi qua. Nam Hồng Tiền Hải đúng không nhở? Cái hoa hồi chiều nhé. Dạ vâng anh Nhật Nam. Anh Trịnh Linh một chậu nữa này. Anh Trịnh Linh một chậu nữa rồi còn ai nữa nhở? Có vụ. Vâng, chậu có hoa. À, cầu Nam Hồng Đông Anh. Cầu Nam Hồng Đông Anh à? Đông Anh á? Anh thì cũng phải view. Anh ơi, Đông Anh thì cũng xa lắm ấy. Mọi người ơi, mọi người hết sức thông cảm cho em nhé. Anh Nguyễn Trọng Thành ơi, rồi để em nhắn tin tài khoản cho anh nhé. Quyền ơi, inbox cho anh Nguyễn Trọng Thành số tài khoản cho chị. Đây ạ, em chốt cho anh Trọng Linh và thêm một chậu này nữa. Tết chơi này. Đây ạ, ngồng hoa nó mới nhú một xíu thôi. Nó mới nhú một xíu cho đến khi bung tầm khoảng tháng rưỡi 2 tháng là bắt đầu nó bung cái hoa nó to. Cái bông hoa nó sẽ to khoảng tầm bằng 3 ngón tay nhé. Vũ nữ này. 15-20 ngày nữa là bung. Rồi, và cái này nó sẽ bền khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng đấy ạ. Đấy. Đường Bắc Thăng Long Nội Bài. Rồi ok anh Đặng Kim Trọng nhá. Mai em sẽ bố trí ship cho anh. Này anh gì nhỉ? Anh Linh nhỉ? Anh Trịnh Linh này, cộng thêm một chậu nữa này. Còn ai nữa nào? Phi Điệp bảo anh Nguyễn Trọng Thành ơi, Phi Điệp thì mai anh nhá. Gần sân bay ấy, em cho anh tài khoản. Số tài khoản nhắn cho số tài khoản nào. Còn ai chốt vũ nữ nữa nào? Đưa cho chị chậu vũ nữ đẹp em ơi. Đoạn đi hoa thơm không? Anh ơi, hoa này thì thơm vừa vừa anh nhá. Vũ nữ thì thơm vừa vừa. Vũ nữ chủ yếu nó có cái đặc điểm mà nó rất là bền. Và hoa nó đẹp. Hoa bền, hoa nhìn giống như kiểu người con gái đang múa ấy. Em chào anh Tân. Anh Tân ơi, anh xong nhiệm vụ rồi, mai em lại lóc cóc đi học đây. Mọi người hết sức thông cảm cho em là em không có nhiều thời gian đấy. Mai mọi người được nghỉ nhưng mai em lại lóc cóc đi học nên là em không có nhiều thời gian. Nên ai mà muốn gửi xe thì cứ chuyển khoản cho em thì em sẽ nhờ em nó đi gửi xe thôi nhá. Bây giờ có đứa em thì mới gửi được chứ lúc trước là em từ chối hết tất cả gửi xe luôn đấy ạ. Đây nhá, tiếp thêm một chậu này nữa này, chậu này quá nhiều ngồng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chậu này 9 ngồng hoa. Đưa lên anh chụp ảnh cái, ok. Anh ấy đưa cho em hai cái chậu của anh Trịnh Linh cho anh ấy chụp ảnh. Hai chậu cơ của anh, hai chậu. Anh yên tâm là tên của ai thì em đều có ghi sẵn ở đây rồi. Nên là đây anh nhá. Anh Trịnh Linh ơi, anh chụp ảnh cho em với ạ. Anh chụp ảnh cho em với. Ok chưa anh? Vâng, mai em gửi hàng rồi nhá, anh Thưởng Lê.
mai em gửi hàng nhá. Nào, tiếp tục này. Thế hả anh? Anh Nguyễn Trọng Thành ơi, alo và tin nhắn cho em một cái. Cho xin một chiếc alo nào. Em có, em không có BIDV, em có VPBank, có Vietcombank nhá. Đây em ghim luôn số tài khoản ở đây, cho ai thích chuyển khoản thì chuyển khoản này. Chuyển khoản thì đỡ cước. Đây tiếp tục một chậu này 9 mầm. À quên lộn, 9 nụ. 9 nụ. Phụ nữ tốt lá tốt. Vâng, phụ nữ hoa tím váy trắng đấy anh. Dạ em đang bán tri ân khách hàng phụ nữ này, chỉ có 190.000 một chậu nhá. Chậu anh nhiều ngọc nhé. Dạ vâng. Giả hàng đi chị. Bùi Thị Thụy Dương. À, Dương ơi, giả hàng ngày mai em nhé. Hôm nay chị bán nhiều giả hàng quá rồi, bán sáng giờ mấy trăm chậu bán. 0491 0000 94624. Dương ơi, giả hàng ngày mai em nhé. Mai giả hàng chị nhiều lắm, hai có 2.000 chậu không. Em mà xem có ai mà thích lấy xỉ thì báo chị 30 chậu chị bán xỉ luôn. Đây ạ. À, anh Hùng Chu ơi, phụ nữ chỉ có 190.000 một chậu to này nhá. Anh chốt một chậu về mà chơi. Em nói thật luôn là cây rất là đẹp luôn ạ. Cây đẹp mê ly luôn. Vietcombank. 0491 0000 94624. Dạ vâng chị Nguyễn Huế nhá. Em chốt cho chị chậu này. Với cả thêm một chậu e quyền ấy, lấy cho chị một cái chậu mầm ngồng ngồng nó còn đang nó ngắn ngắn để chơi Tết. Nhưng chậu này không đẹp mấy. Đây. Đây chị ơi, một chậu này có hoa rồi nhá. Vâng, hoa tím ạ. Đây số tài khoản của Lan Rừng Lá Nhỏ nhá. Mọi người ai thích chuyển khoản thì chuyển. Đây ạ, một chậu ngồng nhỏ để cho chị chơi Tết đây ạ. Chị Nguyễn Huế cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Em đang bán tri ân khách hàng, nhắc lại một lần nữa là không phải cây xấu mà em bán rẻ nhá. Mà là hôm nay mùng 1 đầu tháng và cũng sắp đến cuối năm rồi. Cảm ơn mọi người suốt một năm qua đã ủng hộ cho Lan Rừng Lá Nhỏ. Nên là mỗi một tuần, từ giờ cho đến cuối năm, mỗi một tuần em sẽ tìm một mặt hàng nào đó để bán tri ân cho mọi người. Rồi ok chị Nguyễn Huế nhá, em chốt cho chị Nguyễn Huế 2 chậu này. Em ơi, chị Nguyễn Huế 2 chậu. Em cảm ơn chị Nguyễn Huế rất là nhiều. Số 42. Em ghi tên chị vào chậu không có lẫn. Chốt chậu vũ nữ 9 mầm. Có 2 chậu. Ok anh Hùng Chu nhá, để em chọn cho anh 2 chậu vũ nữ nhà em thì sai hoa vô cùng luôn. Siêu sai hoa luôn. Chị Nguyễn Huế 2 chậu này. Anh Hùng Chu ơi, cho em lại số điện thoại địa chỉ nhá. Hôm nay em sẽ không có trâu anh Tân ơi. Em ơi, anh Thành ơi, chọn cho em 2 chậu 9 mầm, 2 chậu siêu nhiều mầm. Anh Hùng Chu chờ em tí, em sẽ lên chậu nhiều mầm cho anh ạ. Đây. Cái chậu đấy của khách rồi. À, cái chậu này của chị Hằng rồi. Mãi chưa gửi cho chị ấy, chả biết chị có lấy nữa không. Mai gọi. Rồi, ok, em nhắn tin Facebook đi. Ok, anh Nguyễn Trọng Thành nhá. Anh ấy thích hai chậu chơi Tết thì phải là chậu ngông nhỏ chứ. Đây nha anh ơi, hai chậu ngông nhỏ để chơi Tết nha anh nhá. Anh Hùng Chu nhá, đây ạ. Ngông hoa còn đang nhỏ nhỏ thế này thôi. Đây anh này, trong các cái kẽ lá này, mỗi kẽ lá này đều có một ngông hoa nhá. Cho nên là không có đếm được hết đâu ạ. Hai chậu cho anh Hùng Chu này. Chốt cô gái đi. Em không có bán người đâu anh ơi. Ở đây bán lan rau cháo qua ngày, sống cuộc đời bình bình đạm đạm thôi anh ạ. Cảm ơn nha, ý của anh nhá. Em chốt cho anh Hùng Chu này, hai chậu vũ nữ. Anh Thưởng Lê ơi, cũng không giàu đâu anh ạ. Bởi vì là có phải là tự nhiên mình có cây để mình bán đâu. Em nói thật, nếu mà giàu thì em đi làm đẹp. Giờ này em ngồi em viết văn làm thơ cho đời sống tinh thần nó phong phú. Rồi ok anh Trọng Thành, em mới đưa hai chậu của anh Hùng Chu ấy cho anh chụp ảnh. Anh Hùng Chu ơi, anh cứ yên tâm nhé. Em dán tên vào cho anh xong rồi là em sẽ cho anh dơ lên cho anh chụp ảnh. Nào còn ai chốt vũ nữ nữa nào.
tiếp một chậu hoa chơi Tết này. Mọi người yên tâm ạ, em sẽ bán hết những chậu cho mọi người chơi Tết nhá. Đây mọi người có thể nhìn này. Đây có những cái ngồng nụ mà còn chưa nhìn thấy vì trong cái kẽ lá này nó còn chưa có lớn lên nhá. Nên là mọi người chơi hoa quanh năm. Và đặc biệt là cái cây vũ nữ này này, nó không giống như cây hồ điệp. Nếu như cây hồ điệp mọi người mua về, mọi người chơi hoa một lần rồi thì khó để ra hoa lại lắm. Nhưng mà cây vũ nữ này nó rất là siêng hoa, chơi hoa quanh năm luôn. Chào anh Quân Sì Po nhá, anh Quân Sì Po ơi. Chào chào chú Sơn. Nào còn ai chốt nữa nào? 190k một chậu, rất là rẻ. Đang bán tri ân khách hàng chú Sơn, có lấy mấy chậu vũ nữ về chơi không? Em ơi, xong đơn của anh Hùng Chu chưa để chị... Anh Hùng Chu ơi, anh yên tâm đi, em chỉ sợ là hàng xóm láng giềng rồi là bạn bè anh lại bảo là anh ơi, anh mua lan ở đâu, anh lại phải giới thiệu đến lan rừng lá nhỏ đấy, cây rất là đẹp luôn. Anh có muốn hỏi cây xấu em cũng chẳng có mà bán cho anh chả là. Anh đang cần vào lan, anh ơi, nhà em cũng nhiều lan để bán lắm cho nên là. Anh Hùng Chu ơi, đây tên của anh đây ạ, tên của anh đây ạ. Đây ạ, mọi người sẽ nhìn thấy hai cái size chậu khác nhau nhá. Nhưng mà lượng cây thì bằng nhau, chẳng qua là em hết cái chậu to này nên em... À nhầm, em hết cái chậu bé này nên em phải trồng một cái chậu to này thôi. Còn số lượng gọi là số lượng giả hành ấy, số lượng tép cây là như nhau nhá. Đây anh Hùng Chu chụp ảnh cho em này, đây anh có thể nhìn thấy nụ đây này. Đấy. Anh mua cây của em về chỉ có thêm tài lộc thôi, nói thật. Em chào anh Luyến Vũ đây, tiếp tục này. 190k một chậu tri ân khách hàng đây ạ. Còn ai thích vũ nữ đây thì chốt nhanh chốt lẹ không có hết. Anh lại đưa thêm vũ nữ cây đẹp. Ok, giới thiệu cho em nhá. Em chào anh Phúc Văn Bùi. Anh Phúc Văn Bùi ơi, em đang bán vũ nữ. Em chào anh Vũ Văn Nhàn nhá. Cho em chậu vũ nữ đẹp hơn nào. Đâu, chậu này này, chậu to như này, ngồng hoa đây nha mọi người. Đấy, chơi Tết thoải mái luôn. Một bán em cho anh hữu số luôn. Chịu thôi anh ơi. Em người trần mắt hột, sao mà bán được anh. Nên là chỉ có ở đây bán lan thôi. Đây nhá, ôi trời, chậu này quá đẹp, quá nhiều mầm luôn. Cây này là cây vũ nữ nhá. Cây này là cây vũ nữ hoa trắng. Cây vũ nữ hoa tím váy trắng nhá. Vũ nữ thì chiết tự ra thì nó có nghĩa là người con gái đang có múa đấy. Đây ạ, bông hoa của nó rất là mang tính tượng hình nhá. Mọi người có thể nhìn cái bông hoa của nó rất là mang tính tượng hình này. Em ở Hà Nội anh Dũng ơi, cái bông hoa vũ nữ này nó rất là mang tính tượng hình. Chắc là vì nó mang tính tượng hình như thế nên là người ta cũng đặt tên cho nó theo cái tên, theo cái hình dáng của bông hoa này. Cây vũ nữ giống như người con gái đang múa nhá, cánh tím và váy trắng ạ. Em đang bán tri ân khách hàng chỉ có người trần mắt cận, à đúng, người trần mắt cận đấy ạ. Chỉ có 190k một chậu nhá. Bình thường là em đang bán 250 một chậu, hôm nay bán rẻ. Đây anh ơi, hoa vũ nữ đây. Đấy, hoa tím váy trắng anh nhá. Hoa này thì bền 2 tháng ạ. Hoa này thì bền 2 tháng nhá. Hoa bền 2 tháng. Anh Thái Hữu là anh ấy đặt cây phi điệp. Đây mặt hoa đây, anh Nhàn có chốt lên một chậu về mà chơi. Em khuyên thật là nếu như mọi người nhà ai mà phòng khách rộng ấy, cây rẻ như thế này em đang bán tri ân như này, mọi người chốt lấy 2 chậu, 3 chậu xong về mình ghép thành một chậu lớn. Mình ghép thành một chậu lớn để ở phòng khách thì quá tuyệt vời luôn. Gọi là đẹp mê ly luôn. Đây mặt hoa đây. Còn ai chốt nữa nào? Giá rất rẻ, 190.000 một chậu. Đấy. Đây mọi người có thể nhìn thấy ngồng hoa này. Em chào anh Soái Đồng. Mọi người chia sẻ bài cho em để gặp được các cái, gặp được khách hàng. Để sớm hôm đó là để chăm sóc sao em. Anh ơi, anh cứ chăm sóc bình thường thôi. Trong này thì đã có phân tan chậm và đá thấm thủy sẵn rồi anh nhá. Anh về anh chỉ tưới nước và chờ đến Tết hoa thôi. Bởi vì nó đã có nụ sẵn rồi, đến kỳ là hoa đến kỳ hoa nở thôi. Chào anh Phương Nguyên ạ.
Đây em đang bán tri ân khách hàng vũ nữ đây. Đây là mọi người này, trong các cái kẽ lá của nó còn đang có nhiều cái mầm mầm này, mọi người nhìn thấy không ạ? Cho nên là em còn không thể đếm được là nó chi tiết là bao nhiêu mầm luôn ấy. Nhiều lắm, limit luôn, limit. Hoa tàn rồi hoa lại nở mà. Anh Nguyễn Trọng Thành chụp ảnh à? Đây anh Thành chờ em tí. Anh Thành ơi. Khổ. Em mới hay gọi tên Thành cho nên là nó bị nhầm nhẫn, mọi người thông cảm nhá. Em đưa chậu của anh Nguyễn Trọng Thành như thế nào. Vâng, mai anh chuyển anh tiền. Có một chậu đúng không? Anh Thành ơi, anh Thành chốt đi hai chậu rồi mà chơi. Đây này anh Thành, chậu của anh Nguyễn Trọng Thành như này. Anh Nguyễn Trọng Thành ơi. Đấy anh chụp ảnh đi này. Xuân Diệu bảo là xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua, có nghĩa là hoa nở rồi hoa lại tàn, hoa tàn rồi hoa lại nở. Không nên mọi người không có việc gì phải lo hết. Đây ạ, tri ân khách hàng này, 190.000 một chậu nhá. Mọi người mua hai chậu này về ghép thành một chậu lớn để bàn nước thì thôi. Khách đến nhà cứ phải gọi là khen tị vì có hoa quá đẹp luôn. Hoa đẹp. Trên chợ Lan Rừng thì chắc là không ai bán cái dòng vũ nữ này đâu ạ. Rồi ok, hai chậu, chốt thêm cho anh một chậu nhiều mầm này nữa nhá. Đây có cái chậu nhiều mầm nãy đâu nhỉ? Đấy. Đâu rồi, chậu đâu đâu rồi? Đây. Chốt cho anh cái chậu nhiều mầm này nhá, anh Thành nhá. Này, anh chụp ảnh luôn đây này. Anh chụp ảnh luôn chậu nhiều mầm, nhiều nụ này. Em chào anh Thế Phương. Anh Phương ơi, anh Phương chơi phụ nữ này. Phụ nữ hoa rất đẹp nha. Đang bán tri ân khách hàng chỉ có 190.000 một chậu thôi. Hoa đẹp, Mandy con chim gì luôn. Đây nhá, anh Thành chụp ảnh chưa? Em ghim tiếp anh Nguyễn Trọng Thành một chậu nữa nào. Hai phụ nữ. Mai hai anh em ở nhà đóng hàng rồi mình nghỉ luôn. Đây em lên tiếp nhá. Em lên tiếp chậu này này. Ngồng hoa được là quá nhiều luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy ngồng hoa đây ạ. Mọi người có thể nhìn thấy ngồng hoa này. Đây ngồng hoa này. Giá thì vô cùng là yêu thương, 190.000 một chậu. Bình thường là em đang bán 250.000 nhá. Chậu kia của anh đâu? Chậu kia của anh cất đi rồi. Chậu kia của anh để xuống đây rồi. Hay là anh nhắn tin đi, em chụp ảnh em gửi qua tin nhắn cho anh luôn. Cho nó dễ, đúng không? Đây, giờ cả hai chậu cho anh chụp lại luôn. Ê Quyền ơi, em gửi qua tin nhắn cho anh em chị kìa, anh Nguyễn Trọng Thành. Đây ạ, à, tiếp tục chậu này nhá, 190k này. Còn ai thích vũ nữ thì chốt cho em này. Chỉ có 190k thôi nhá, ai nhanh tay thì còn, mà chậm tay là hết luôn ấy. Em còn có mấy chậu, một ít chậu nữa thôi. Ôi, chậu này thì chơi Tết quá là ok này, chậu này nụ còn nhỏ, chơi Tết quá là ok này. Ok anh Nguyễn Trọng Thành nhá. Hả? Sao ngày mai chỉ đi học cả ngày? Thì mai hai anh em phải ở nhà. Mai em học chiều. Mấy giờ em đi học? Thế là mai anh Thành chở chị đi đến trường xong rồi là anh Thành về đóng hàng luôn. Hả? Còn ai chốt hàng nữa nào? Còn ai chốt cây nữa này? Mai thứ bảy. Đây. Còn ai chốt cây vũ nữ nữa nào? Chỉ có 190.000 một chậu thôi nha mọi người. Mọi người chốt đấy 2-3 chậu để về đây cho mọi người xem lại mặt hoa ai mới vào. Anh nhắn face cho em rồi. Ok anh Quyền ơi, xem cái tin nhắn của anh Thành trả lời anh cái. Đây ạ, bông đây nhá. Chào Hoàng Nguyên ạ. Đây bông đây nha mọi người. Cánh tím hoa trắng, cánh tím ạ, hoa trắng. Hoa váy trắng cánh tím nhá. Em đang bán rất là rẻ luôn, 190.000 một chậu.
190.000 một chậu thôi. Ai chốt 2-3 chậu về ghép thành một chậu lớn để chơi này. Mọi người đi đâu hết rồi, em buồn ngủ quá, mệt quá. Có ai chốt phụ nữ nữa không ạ? Không thì chắc là thôi em nghỉ. Chào mọi người nhé, em chào anh Trần Hiệu. Đây, bây giờ chỉ còn đang còn bán phụ nữ đây. Ê Hải Anh ơi, ê Hải Anh không chơi phụ nữ à? Cây đẹp thế mà không chơi, buồn ghê. Nào, có cái chậu nào tôi muốn đẹp xuất sắc để xem có cái chậu nào nữa không? Em chào anh Thành. Anh Thanh ơi, hôm nay em tri ân khách hàng đang bán vũ nữ giá rất đẹp luôn. Anh Thanh có chốt thêm vũ nữ không? Đấy, anh Thanh hôm trước mua những cây, mua vũ nữ hôm đầu tiên em bán là em bán tận đến tận 250.000 một chậu đấy. Hôm nay đang tri ân khách hàng, còn có một ít chậu thôi. Còn có một ít chậu thôi, em bán rẻ nốt cho mọi người nhá, là 190.000 một chậu thôi ạ. Ai chốt 2 chậu, 3 chậu về chơi này. Chỉ có 190.000 một chậu. Chào anh Trần Nguyễn. Chào anh Trần Nguyễn, chào anh Nguyễn Viết Lộc. Anh Lộc ơi, anh Lộc có chơi vũ hoa vũ nữ này. Chậu vũ nữ hôm nay em đang tri ân khách hàng nhá. Ngày mùng 1 bán hàng lấy may thôi ạ. Bán hàng lấy may không lấy lãi. Bán giá 190.000 một chậu vũ nữ nhá. Đây, hoa này mọi người để đến Tết luôn. 2 chậu vũ nữ này về ghép thành 1 chậu tùm luôn. Dạ anh Tấn Phạm ơi, trầm ở Mai Anh nhá. Mai Anh nhá, em có trầm hot lắm, trầm Mai Huyết Tử. Nhưng mà chắc là đến ngày mai em mới bán, bây giờ mệt quá rồi. Với cả Hà Nội bây giờ đang mưa, cây ngoài vườn sao mà lấy được vào nhỉ? Tiền phí thì chắc là anh phải chịu chứ, em đang bán rẻ lắm rồi, sao em chịu phí được nữa đây? Đây, 2 chậu này là chỉ có 380k cho 2 chậu to ù đấy nhá mọi người. Đây, cái chậu này là lá ngắn, hoa ngắn này, để đến Tết chơi thoải mái, để đến Tết âm chơi thoải mái này. Em chào anh Long. Anh Long ơi, anh Long là khách hàng thân thiết đúng không? Vậy anh phải nhận sự tri ân của em đi. Em đang bán cây tri ân đây, 190.000 một chậu vũ nữ nha. Đây ạ, chỉ có 190.000. Anh Minh Huy Trương ơi, nếu mà 20.000 thì em tặng mọi người luôn, em bán làm chi cho mất công anh. Chào anh Bồ Huấn. Em bán 190.000 là đang có lỗ rồi. Bình thường em bán là dưới giá nhập luôn. Bình thường em bán là 250 một chậu nhá. 250 một chậu. Mọi người không tin, mọi người có thể hỏi những ai mà đã từng mua vũ nữ của em. Nhưng hôm trước thì em bán 250.000 một chậu, bây giờ chỉ có 190.000 một chậu anh nhá. Tri ân thì cũng phải cho em ăn bát cháo thôi chứ anh. Tri ân 20.000 thì em mà cái vũ nữ này em mà trồng ra được thì em bán luôn, tặng luôn cho mọi người đấy. Nhưng mà nhà em thì không chuyên về vũ nữ nhá, không có trồng được vũ nữ. Em chào anh Bồ Huấn nào, có ai chốt vũ nữ nữa không? Không thì em xin phép mọi người em đi nghỉ đây. Buồn ngủ quá. Bye bye mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho em nhá. Hẹn mọi người ngày mai lại tiếp tục có phi điệp bán cho mọi người nhá. Ngày mai thì gọi là hàng hot. Anh Minh Huy Trương lại khổ tâm vậy đấy. Mai thì gọi là hàng, gọi là thiên hạ đệ nhất hot luôn. Thiên hạ đệ nhất hot luôn. Nên là mai mọi người chuẩn bị mạng mà nó gọi là ngon nghẻ một tí. Có DH77 không? Chị không em ơi, chị không có DH77 em nhá. Mai thì hàng siêu hot luôn. Nên mọi người nhớ kết bạn với em, nhấn nút theo dõi em để chốt hàng, không có là sẽ là chốt mãi không được rồi sẽ kêu là em ơi sao không chốt cho anh ấy? Bao nhiêu tiền chỗ chấm vậy? Anh Tấn Phạm ơi, cái chấm Mai Huyết Tử đấy thì nó khá là mắc nha, nó sẽ rơi vào tầm 250-300.000 một chậu ạ. Hot quá, hot luôn. Thôi hẹn mọi người ngày mai nhá. Chỉ có chém em có chém gì đâu. Thôi em buồn ngủ quá rồi. Anh Minh Anh nãy giờ vẫn tàu ngầm ở đấy à? Em chào. Mai thông báo anh nha. Anh Nguyễn Trọng ơi, anh Trọng nhấn nút theo dõi em đi.
kết bạn theo dõi, em nhấn vào cái nút theo dõi ấy, là sẽ không bị Facebook nó, có một cái mẹo là bây giờ Facebook nó ẩn rất là nhiều nhá, nên là mọi người nhấn vào cái nút theo dõi thì khi mà em livestream, khi em livestream thì sẽ có thông báo tới mọi người là Lan Rừng Lá Nhỏ đang livestream, thì mọi người có thể vào xem. Đấy, nhiều khi đã là bạn bè rồi, nhiều khi đã là bạn bè rồi nhưng mà khi em like nó vẫn không thông báo. Phán đây đến nước chưa? Sóc đây, sóc lượn đây. Đấy, mọi người nhớ là nhấn nút theo dõi để mai săn hàng hot nhá. Việt Nam nói là làm nhá, hàng không hot, không hot không tính tiền. Anh ơi, giá tiền á, giá tiền thì em bao giờ cũng có giá tốt nhất Facebook rồi. Em bán thì ít nhất cũng phải bán từ ngàn cây trở lên chứ không bao giờ bán 1-20 cây, không bao giờ đi nhập 1-20 cây về bán, bao giờ cũng là xuất lô 1000 cây, 2000 cây và xỉ lại cho những người khác. Nên là anh yên tâm về giá nhá, dám khẳng định điều đó luôn ạ. Dễ thương thế. Cảm ơn anh Lê Đồng nhá. Thôi em buồn ngủ quá rồi, ngày mai em phải đi học nữa. Nên là em cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Lan Rừng Lá Nhỏ nhá. Bây giờ em xin phép mọi người, em nghỉ like ạ. Ai mà có muốn mua cái gì nữa thì inbox nhé. Bye bye mọi người. Em không ăn cái gì. Đúng rồi đấy anh Nguyễn Trọng ơi, anh nhấn vào cái nút theo dõi đấy. Bây giờ Facebook nó thay đổi những cái thuật toán đấy, để cho những người bán hàng online gặp nhiều khó khăn chắc trở. Nên là anh phải nhấn vào cái nút theo dõi đấy, nó mới thông báo cơ. Rồi, học lớp mấy rồi anh ơi? Em học lớp 15, 16, 17 rồi anh nhá. Già lắm rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại ngày mai. Mọi người nhớ chuẩn bị mạng tốt để mai chốt hàng hot nhá. Ok anh Trọng nhá. Mai em có giả hạc miền trong. Mai thì em có giả hạc miền trong. Nhưng vấn đề là em không có xác định được tiểu vùng nào đâu. Nên là em sẽ bán cây. Bye bye mọi người. Chào nó vợ chồng 16. Ok, bye bye.